vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 44. Lưu Lực Thịnh trợn tròn mắt, vẫn là người đại diện phản ứng nhanh, vội vàng đoạt lấy điện thoại của Lưu Lực Thịnh, mau xóa Weibo đi. Sau khi người đại diện xóa Weibo của Lưu Lực Thịnh, hơi thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, nhất định phải giảm thiểu rủi ro trước. Đang lúc người đại diện chuẩn bị trả lại điện thoại cho Lưu Lực Thịnh, bỗng nhiên hiện lên một tin nhắn. Lực Thịnh, anh không tiện trả lời tin nhắn, chị gái theo sát anh rất chặt sao? Khuôn mặt của người đại diện thay đổi. Cô nhận ra, đây là một người mẫu nhỏ trong công ty. Lưu Lực Thịnh sắc mặt biến đổi. Một làn sóng chưa bằng phẳng lại nổi lên. Trên Weibo, phong vân đột biến. Một số tìm kiếm nóng tăng lên như măng. Trương Tiên xin lỗi Sở Trần, nghệ sĩ đồng loạt xóa Weibo. Đoàn làm phim, Chiến Quốc Vô Song, thông báo tạm thời thay nam chính. Ngay khi Lưu Lực Thịnh lăn ga trải giường, thế giới này phong vân đột biến. Công ty giải trí Tinh Trần. Trong phòng làm việc của Trương Tiên, chúng tôi đã thực hiện một loạt các hoạt động quan hệ công chúng để bù đắp cho mối quan hệ với Sở Trần nhiều nhất có thể. Hạ Lam trầm giọng mở miệng, thế nhưng, hội mê tiên tiên trước cửa y quán Liễu gia còn chưa rời đi. Sắc mặt Trương Tiên biến đổi, tức giận không kiềm chế được, bọn họ muốn hại chết tôi sao? Đám người não tàn này, tôi hiện tại không cần Sở Trần xin lỗi. Trương Tiên vừa nghĩ đến lời Dương Học Minh nói với hắn, nội tâm liền một trận lạnh lẽo. Sau lưng Sở Trần, lại có năng lượng lớn như vậy. Nhà đầu tư, Chiến Quốc Vô Song, chính là gia tộc sau lưng Sở Trần. Một kích chí mạng cho Trương Tiên chính là, Dương Học Minh cuối cùng còn thiện ý tiết lộ cho hắn, cha của Sở Trần, còn là cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Tinh Trần. Mẹ nó chính mình thọc tổ ong vò vẽ a, cấp trên cùng kim chủ, đều đắc tội khắp nơi. Trương Tiên hiện tại có thể nghĩ chính là liều mạng đi khắc phục. Cho dù mất mặt, vậy cũng không sao. Tương lai thậm chí còn quan trọng hơn. Không, bọn họ hiện tại không phải yêu cầu Sở Trần xin lỗi, mà là, Hạ Lam nhìn thoáng qua Trương Tiên, bọn họ muốn cậu cho một câu trả lời hợp lý. Tôi cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Dựa vào cái gì? Trương Tiên mở to hai mắt, tức giận, nếu bọn họ còn không cút đi, tôi sẽ phải cút. 5 phút sau, Weibo của Trương Tiên một lần nữa được cập nhật. Nhóm người hâm mộ của tôi, là một nhóm có tố chất, có phẩm chất và học thức. Đã là tụ tập đông người gây rối, cố tình gây sự không có lý do, không phải là fan hâm mộ của tôi. Hội mê tiên tiên đều trợn tròn mắt, lão tử khổ cực vì anh nói chuyện, liều lĩnh công kích Sở Trần, kết quả đổi lấy một câu đáp lại như vậy. Ý của tiên tiên là, chúng ta không có tố chất, không có giáo dục, và rất cực đoan. Tiên tiên cái gì, cái này Trương Tiên chó má, tôi cuối cùng vẫn là trả sai. Trước cửa y quán Liễu gia, hội mê tiên tiên hùng hùng hổ hổ tản ra. Cơn bão trên mạng vẫn chưa kết thúc, chỉ có điều, cơn bão mới, là tiếng nói của hội mê tiên tiên phẫn nộ Trương Tiên. Một màn này, khiến đám người Sở Trần vô cùng bất ngờ. Lúc Sở Trần vừa định hỏi Giang Ánh Đào, điện thoại của Giang Ánh Đào đã tới. Sở Trần, đợt thao tác này rất hay a, tôi rất tò mò anh làm như thế nào. Thanh âm Giang Ánh Đào cười tủm tỉm mở miệng, tôi không biết, Sở Trần thành thật trả lời. Tại sao Trương Tiên lại chủ động xin lỗi như vậy? Liễu Thiên Thiên nhìn Sở Trần, mọi người đều muốn biết câu trả lời. Sở Trần trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía ngón tay Liễu Tông Hạo. Tông Hạo Tế Thiên, pháp lực vô biên. Liễu Tông Hạo, Trần Bá Vương cùng gia đình một lần nữa xin lỗi. Mọi người vất vả rồi. Sở Trần cất tiếng mở miệng, thời gian không còn sớm, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi, chăm sóc tốt thân thể của mọi người chính là ủng hộ lớn nhất đối với tôi. Mọi người nhao nhao rời đi. Một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ đột nhiên mở miệng trước khi rời đi cảm ơn. Mẹ của đứa bé mừng đến chảy nước mắt, y quán Liễu gia, phòng trà. Liễu Khai Hồng pha một chén trà bách hoa tiên áp chế kinh hãi. Sở Trần trong lòng nghĩ, có phải Liễu tỷ tỷ ở sau lưng làm hay không, điện thoại đổ chuông. Lại là Sở Tiểu Ngư gọi tới. Anh Trần, cảm giác thế nào a? Sở Tiểu Ngư trêu ghẹo mở miệng, đứng đầu hot sất a. Sở Trần giật mình. Bỗng nhiên hiểu ra, Trương Tiên đột nhiên xin lỗi, là bởi vì cậu. Lời vừa dứt, mấy người trong phòng trà nhất thời nhìn về phía Sở Trần. Chân tướng sắp tới, Sở Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, bởi vì anh. Sở Trần sửng sốt, Sở Tiểu Ngư tiếp tục nói, anh Trần, Trương Tiên này, anh dự định xử trí hắn như thế nào? Còn nữa, tối nay còn có hơn 10 nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Trần cũng đi theo phía sau hắn đã Weibo chỉ trích anh. Sở Trần, anh Trần, anh không phải không biết,
cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Tinh Trần của Trương Tiên chính là ba anh, hơn nữa, còn chiếm hơn 80% cổ phần, xử trí Trương Tiên như thế nào còn có mười mấy nghệ sĩ kia, theo như lời anh nói, quy củ của giới giải trí kỳ thật rất đơn giản, muốn nâng đỡ một người rất dễ dàng, muốn dẫm một người, càng dễ dàng hơn. Tầm mắt Sở Trần nhất thời híp lại, chân tướng rõ ràng, đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, công ty của Trương Tiên lại là sản nghiệp của cha mình. Sở Trần trong lòng rất tò mò, sản nghiệp dưới tay cha anh, đến tột cùng có bao nhiêu, hơn nữa, cơ hồ đều là có mọi ngành nghề. Nhưng trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới căn bản không có tên của anh. Đây quả thực chính là ông trùm ẩn thế. Sở Trần cúp điện thoại, phát hiện mọi người đều đang nhìn anh. Anh có đáp án rồi sao? Liễu Mạn Mạn hỏi, Sở Trần gật đầu, cũng không có gì, chỉ là vừa vặn có chút trùng hợp, cổ đông lớn của công ty giải trí Tinh Trần của Trương Tiên, là ba tôi. Trong mắt Liễu Thiên Thiên trừng to, đây là một bất ngờ không kịp đề phòng. Sở Trần lại là thái tử gia của giải trí Tinh Trần. Công ty giải trí Tinh Trần có thể nói là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước. Liễu Mạn Mạn cảm khái. Liễu Thiên Thiên bất ngờ nói một câu, nếu thân phận này của Sở Trần bị phơi bày, không biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ tìm cách chống lưng. Nhưng tôi không phải là người như vậy, khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật. Liễu Tông Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua dưới đất, áo giáp của Sở Trần lại rớt một cái nữa. Đây là áo giáp mà Sở Trần cũng không biết. Trương Tiên thực sự công khai xin lỗi anh rồi. Liễu Mạn Mạn nói, anh định làm gì? Hắn rõ ràng chính là cố ý đặt tư thái của mình đặt đến mức thấp nhất, khiến anh ngượng ngùng đối phó lại hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ, nếu Sở Trần là người bình thường, tối nay, đã sớm bị hội mê tiên tiên kia nuốt chửng rồi. Liễu Thiên Thiên không cam lòng. Sở Trần trầm ngâm một hồi, người ta nói rằng, lấy ơn báo oán, như thế nào? Cái gì? Liễu Thiên Thiên mở to hai mắt, Trương Tiên không chỉ xúi dục fan công kích anh, còn liên lạc với nghệ sĩ trong giới để chỉ trích anh lại nói một câu lấy ơn báo oán. Sở Trần liếc cô một cái, nghe tôi nói xong, Khổng Tử trả lời, lấy ơn báo oán, tại sao báo ơn, lấy ngay thẳng báo oán, lấy đức báo đức. Liễu Thiên Thiên không hiểu ra sao, ý gì? Sở Trần híp cười, ý chính là, lão tử dựa vào cái gì phải lấy ơn báo oán. Liễu Thiên Thiên càng thêm mơ màng. Vẻ mặt mơ hồ, lời Khổng Tử nói, sao lại có liên quan với lão tử? Vấn đề này Sở Trần cũng không thể trả lời. Lão tử không biết, Sở Trần buông tay, ánh mắt Liễu Thiên Thiên càng thêm mơ màng. Sau khi biết được chân tướng về sự đảo ngược toàn bộ sự việc, mấy người trong phòng trà ngoại trừ nhìn Sở Trần vài lần ra, tâm tình không có dao động lớn nữa. Sau mấy chén trà bách hoa tiên, Liễu Thiên Thiên quên đi sự mơ màng ban đầu, say sưa làm quần chúng ăn dưa. Weibo của Trương Tiên rơi vào tay giặc, một cái đâm sau lưng khiến hội mê tiên tiên trở mặt tập thể, quả nhiên là lúc yêu đúng là yêu, nhưng sau khi yêu thành hận, đó quả thực là từ khắc cốt ghi tâm đến gọt xương moi tim. Sở Trần bất ngờ nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên, tiểu độc nữ dĩ nhiên có thể nói ra một phen như vậy. Siêu tài nghệ phát huy rồi, không thể không nói, bình luận của hội mê tiên tiên trong phần bình luận của Trương Tiên quả thật đặc sắc, các loại miệng lưỡi thơm tho, không đúng. Phải nói là đám mê tiên tiên xấu xa. Liễu Mạn Mạn cũng cảm thán. Ngay cả Liễu Tông Hạo cũng nhìn không được thổn thức, tình yêu quả nhiên sẽ biến mất. Liễu Khai Hồng thưởng thức một ngụm trà bách hoa tiên, nhíu mày, chợt lắc đầu, trà có nồng đến đâu, cũng sẽ càng ngày càng nhạt, cuối cùng tẻ nhạt vô vị. Khóe miệng Sở Trần khẽ co giật, cả nhà này, sao đột nhiên đa sầu đa cảm. Liễu Thiên Thiên theo lời Liễu Khai Hồng gật đầu. Khó trách lần trước con nhìn thấy điện thoại của cha cỏ người gửi cho bạn bè nói, cha mới đưa ra thị trường, hoan nghênh thưởng thức, thú vị là, còn kèm theo hình ảnh của một cô gái. Liễu Khai Hồng sửng sốt, bầu không khí trong phòng trà trong nháy mắt quỷ dị. Trên mạng, cơn bão này vẫn chưa dừng lại. Trương Tiên suốt đêm tổ chức buổi gặp mặt truyền thông, xin lỗi Sở Trần, thu hút sự chú ý của hàng trăm phương tiện truyền thông. Thứ nhất là trong khoảng thời gian này tới nay, Trương Tiên vốn là con cưng của giới truyền thông. Chỉ cần bất kỳ tin tức nào về Trương Tiên, đều sẽ bị phóng đại vô hạn, rất được chú ý. Thứ hai, Trương Tiên xin lỗi Sở Trần, mấy chữ này cũng đã là những từ cực kỳ hấp dẫn người khác. Đối với các phương tiện truyền thông, đêm nay có thể nói là một đêm không ngủ. Rất nhanh cũng có người chú ý tới, các nghệ sĩ lúc trước giúp Trương Tiên lên tiếng chửi Sở Trần, đều nhao nhao không nói một lời, yên lặng xóa Weibo. Bọn họ dường như đều ngửi được hơi thở bất thường. Trong trường hợp này, xóa Weibo, sau đó giữ im lặng,
là cách tốt nhất để tránh rủi ro. Công ty giải trí Tinh Trần, buổi gặp gỡ truyền thông đã kết thúc, Trương Tiên không còn trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nữa, trở về phòng làm việc của mình. Đứng ngồi không yên, hội mê tiên tiên xấu xa này, quả thực quá đáng. Trương Tiên vừa cầm lấy điện thoại, không khống chế được tay mình đập xuống đất, điện thoại trực tiếp bị vỡ, Trương Tiên nắm chặt nắm đấm, nếu bây giờ có hội mê tiên tiên xấu xa đứng trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự một quyền đập tới. Đến lúc này, cậu còn quản cái hội mê tiên tiên làm gì? Hạ Lam cau mày, trầm giọng nói, trước tiên qua cửa ải Sở Trần mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, Trương Tiên khó hiểu, chị Lam, em đã công khai xin lỗi hắn, không tiếc đắc tội với tan của mình, còn trực tiếp công khai xuất hiện, mở buổi gặp mặt truyền thông để xin lỗi hắn, hắn còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào chưa đủ sao? Hạ Lam trầm ngâm một hồi, theo lý thuyết, cậu đã đặt tư thái xuống mức thấp nhất, Sở Trần cũng sẽ không để ý đến việc tha thứ cho người khác. Dù sao, trong số các nghệ sĩ ký hợp đồng với giải trí Tinh Trần hiện nay, ảnh hưởng của cậu, địa vị trong ngành, đều là số một số hai, mặc dù Sở Trần là thái tử gia của Tinh Trần, cũng nên cho ba phần thể diện. Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Giám đốc Chu, Trương Tiên vội vàng nói, giám đốc Chu, lãnh đạo công ty nói như thế nào? Liên quan đến sự kiện tối nay, công ty giải trí Tinh Trần đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo cấp trên. Sở dĩ Trương Tiên sau khi gặp mặt truyền thông còn chậm chạp không rời khỏi công ty, cũng là đang chờ cuộc họp khẩn cấp này kết thúc. Hạ Lam cũng nhìn giám đốc Chu. Dựa theo phân tích của cô và Trương Tiên phỏng đoán, cấp trên công ty sẽ cho thái tử gia Sở Trần một lời giải thích, cho nên, cô sắp xếp buổi gặp mặt truyền thông EU này làm tài liệu giải thích. Tiếp theo, công ty sẽ trấn an cảm xúc của Trương Tiên một chút, dù sao, địa vị của Trương Tiên ở Tinh Trần cũng rất quan trọng. Trong tay giám đốc Chu cầm một phần hợp đồng, đưa cho Hạ Lam, thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, Tinh Trần cùng Trương Tiên chính thức hủy hợp đồng. Khuôn mặt của Hạ Lam và Trương Tiên trong nháy mắt đại biến. Hủy hợp đồng, Hạ Lam không thể tin vào tai mình, Trương Tiên càng cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Dưới tình huống này, vốn nên tiền đồ vô hạn, bị công ty hủy hợp đồng, điều này có nghĩa là gì? Sự tình thế nhưng đến mức không thể vãn hồi như vậy sao? Trương Tiên dường như đã dự đoán tương lai của mình sẽ nguội lạnh cỡ nào, sao lại như vậy? Hạ Lam phục hồi tinh thần lại, lo lắng nói, giám đốc Chu, cái này cũng quá đáng đi, Trương Tiên chỉ là đắc tội nhỏ với hắn một chút. Giám đốc Chu liếc mắt nhìn Trương Tiên một cái, sau đó nói, đầu tiên là chuyện nhỏ nhặt, ở trước mặt fan phóng thích ra tin tức bị Sở Trần cự tuyệt khám bệnh, trực tiếp đưa Sở Trần lên đầu bảng hot search, tiếp theo còn dứt khoát cùng mấy chục nghệ sĩ liên động, cùng thảo phạt Sở Trần, quy kết Sở Trần, đây vẫn là tình huống trên mạng, offline, Sở Trần gia bị mấy trăm người vây kín, y quán Liễu gia cũng bị vây kín đến nước chảy không thông. Đây, chính là trong mắt hai người, đắc tội nhỏ. Giám đốc Chu hét lên một tiếng, nếu như là, như vậy, hiện tại Tinh Trần đưa ra câu trả lời, cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu như Trương Tiên còn là tiểu thịt tươi nóng bỏng của Tinh Trần, giám đốc Chu sẽ khách khí với hắn, nhưng hiện tại, đối với một người sắp bị đuổi ra khỏi Tinh Trần, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng lười nhìn. Chu quản lý cũng có thể dự đoán được tương lai của Trương Tiên, với sức ảnh hưởng của Tinh Trần trong giới. Trương Tiên rời khỏi Tinh Trần, chỉ sợ không có bao nhiêu công ty dám cần hắn. Huống chi, Trương Tiên lần này đắc tội chính là tư bản, trong giới giải trí, dám đối nghịch với tư bản cũng không hiếm thấy, chủ yếu là, vì một Trương Tiên, cũng không đáng giá. Có thể nói, Trương Tiên chỉ trong một đêm, từ thiên đường cao cao tại thượng, ngã xuống địa ngục không ai hỏi thăm. Trương Tiên giống như một quả bóng xì hơi ngã trên sàn nhà. Tại sao, Trương Tiên hai tay khẽ run? Nắm chặt nắm tay, đỏ bừng đôi mắt, tại sao phải đuổi tận sát tuyệt? Giám đốc Chu liếc hắn một cái, nếu Sở Trần chỉ là một người bình thường, đối với hắn mà nói, chẳng lẽ cậu không phải là đang đuổi tận sát tuyệt hắn sao? Giám đốc Chu cười lạnh, tất cả mọi người đều là giết, chẳng qua, cậu bị Sở Trần phản sát mà thôi. Khuôn mặt Trương Tiên kịch liệt biến ảo, trắng bệch vô cùng. Một lúc lâu sau, Trương Tiên chậm rãi nhìn thoáng qua ngón trỏ được băng bó kín mít của mình. Tất cả những chuyện này, còn phải bắt đầu từ vết thương của ngón trỏ này. Đều do mày, Trương Tiên giống như phát điên xé rách băng gạc quấn trên ngón trỏ của mình, coi nó là thủ phạm, liều mạng tức giận. Lúc này, Hạ Lam yên lặng đi ra khỏi phòng làm việc của Trương Tiên. Cô chỉ là một người quản lý, Trương Tiên đã nguội lạnh rồi. Cô phải tranh thủ thời gian, đi tìm Tiên Tiên tiếp theo, Trương Tiên nguội lạnh.
Tin tức Tinh Trần cùng hắn hủy hợp đồng sau khi Hạ Lam rời khỏi phòng làm việc liền nhanh chóng truyền ra trong giới, dẫn phát chấn động. Vô số người trong giới khiếp sợ bút tích của Tinh Trần. Trương Tiên gióng trống khua chiêng xin lỗi Sở Trần như vậy, đã khiến cho rất nhiều người suy nghĩ sâu xa, mà cách làm của Tinh Trần giờ phút này, khiến người ta trực tiếp hướng ánh mắt về Sở Trần. Rất nhiều công ty giải trí và các nghệ sĩ đều liệt cái tên Sở Trần vào danh sách không thể trêu chọc. Phải biết rằng, trước đêm nay, Trương Tiên là vua lưu lượng truy cập hot nhất trong giới giải trí, nhưng tất cả những chuyện này lại tan thành mây khói khi đắc tội Sở Trần. Trương Tiên bị hủy hợp đồng, chủ đề đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Nhóm hóng chuyện, Anh Dương, thần hóng chuyện, cả thế giới chỉ có một mình Anh Dương dự đoán được sự việc đảo ngược. Tôi thật sự không dám nghĩ Trương Tiên lần này té ngã sẽ lớn như vậy. Tôi cũng không dám nghĩ, Tiêu Dương yên lặng thầm niệm một câu. Hắn ở trong nhóm dự đoán toàn bộ sự việc sẽ có đảo ngược, nhưng lực đảo ngược này, ngay cả Tiêu Dương cũng thật lâu cũng không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Chuyện hôm nay, quá đủ. Sở Trần trở lại biệt thự Tống gia, bởi vì đêm nay động tĩnh náo loạn quá lớn, người Tống gia cũng chưa có nghỉ ngơi. Trong quá trình này, cũng nhiều lần liên lạc với Sở Trần. Sau khi được thông báo Sở Trần có thể xử lý tốt chuyện, người Tống gia đều đang chờ đợi tin tức. Anh rể, anh thật lợi hại. Tống Thu kinh hô, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, anh chính là nhà tư bản đại gian đại ác trong giới giải trí. Sở Trần, Trương Tiên cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Lão gia tử Tống Trường Thanh cảm thán, Tiểu Thu, cháu cũng phải nhớ kỹ bài học này của Trương Tiên, tuyệt đối không thể tùy ý khi dễ kẻ yếu, bởi vì cháu không biết, trong mắt cháu nhỏ yếu, có phải là tồn tại cháu không thể trêu vào hay không. Tống Thu nghiêm túc gật đầu, ngày mai sau khi nhập ngũ, cháu liền cụp đuôi làm người. Khóe miệng Tống Tà Dương giật giật, nên biểu hiện vẫn là phải tích cực biểu hiện. Số, Trần và Tống Nhan trở về biệt thự. Tiểu Cẩn cùng Ninh Tử Mặc đã trở về Ninh gia, nghe nói bọn họ sắp kết hôn. Tống Nhan mỉm cười nói, gia chủ Ninh gia đã tán thành tình yêu giữa Tiểu Cẩn và Ninh Tử Mặc. Sở Trần, bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay, công lao của anh không thể không có. Sở Trần ngồi trên sofa, đây là chuyện trưởng bối chúng ta, nên làm. Tống Nhan liếc anh một cái. Lập tức mở miệng, chuyện tối nay, có phải chú ra tay hay không? Chú, Sở Trần sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, chú trong miệng Tống Nhan chỉ cha của Sở Trần nhiều năm không gặp. Sở Trần buông tay, nói thật, anh cũng không biết. Bọn họ không phải đã biết anh ở chỗ này, vì sao không đến thăm anh, có thể hay không là, họ đối với chuyện của chúng ta, trong lòng còn có khúc mắc. Tống Nhan thật cẩn thận hỏi, em hỏi anh nên hỏi ai, Sở Trần cũng cảm thấy đau cả đầu. Bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn khuôn mặt tinh xảo tú mỹ này của Tống Nhan, da thịt trắng nõn như ngọc có thể phá vỡ, Nhan Nhan, em có từng nghe qua, người thân cách thế hệ không? Tống Nhan giật mình, một bàn tay to vỗ về sau lưng cô, thân thể Tống Nhan co giật như điện giật một chút. Bên tai truyền đến thanh âm của Sở Trần, cha mẹ anh không đến thăm chúng ta, có thể là bởi vì chúng ta còn chưa cho bọn họ cơ hội ôm cháu trai. Sắc mặt Tống Nhan ửng đỏ. Chân ngọc thật dài không khống chế được quấn lấy Sở Trần. Kinh thành, đêm ở Hương Sơn, yên tĩnh không tiếng động. Đại hội giao lưu võ giả Hương Sơn đã kết thúc, các môn phái cũng bắt đầu rút lui khỏi Hương Sơn. Kể cả phái Bắc Đẩu, sau khi đại hội giao lưu kết thúc, trước tiên toàn bộ rút lui. Dưới chân núi Hương, bên trong một nhà dân, kết thúc rồi, phái Bắc Đẩu cũng không triển khai phản kích đối với thất bại của chuyến đi Dương Thành. Huyền Minh trưởng lão trầm mặt, một quyền nện lên bàn. Phái Thiên Cơ dốc hết toàn lực, còn có đội ngũ đại diện võ giả do phái Bắc Đẩu dẫn đầu, đội hình như vậy, cường đại chưa từng có, nhưng cuối cùng chẳng những không có thành công giải quyết Sở Trần, còn khiến Sở Trần ứng thế đột phá đến trình độ võ đạo tông sư. Sau khi đội đại diện Hương Sơn rút khỏi Dương Thành, tàn trận phái Thiên Cơ cũng đi tới Kinh Thành. Bọn họ vẫn ẩn núp dưới chân Hương Sơn, chờ mong trên Hương Sơn, cường giả phái Bắc Đẩu có thể lên cao hô lên. Dùng đội hình càng thêm cường đại đi đối phó Sở Trần, không nghĩ tới, cuối cùng lại đợi không thấy, phái Bắc Đẩu lại nuốt phải trận thiệt hại này. Hừ, còn được xưng là đại phái siêu cấp gì, bị một hậu bối trẻ tuổi cửu huyền môn áp đến thở không nổi, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Lâu Ngụy cũng tức giận, hừ lạnh, người của phái Thiên Cơ trong phòng thần sắc khó nén thất vọng. Bọn họ vốn ôm chờ mong, dù sao trận ở Dương Thành, phái Bắc Đẩu cũng mất mặt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Sau khi phái Bắc Đẩu trở lại Hương Sơn, chẳng những không tiếp tục thảo phạt Sở Trần, thậm chí ngay cả kế hoạch vốn muốn bắt đạo tặc Hỏa Yến cũng bị đình trệ.
Đại hội giao lưu võ giả Hương Sơn, mở ra tịch mịch. Phái Thiên Cơ, còn phải ẩn nấp bao nhiêu năm, mới có thể rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Cửu huyền môn như mặt trời ban ngày, còn xuất hiện tuyệt diễm thiên kiêu như Sở Trần, ít nhất trong vòng trăm năm tới, hệ thống kỳ môn, không có thế lực nào có thể cùng cửu huyền môn tranh phong. 100 năm, đối với chúng ta mà nói, đó là chuyện kiếp sau. Một tiếng thở dài thất vọng, Phái Thiên Cơ, còn chưa đến mức phải co rụt 100 năm. Triệu Trụ bỗng nhiên mở miệng, tầm mắt mọi người trong phòng đều rơi vào trên người người đại diện trưởng môn này. Cả hai kế hoạch đều do Triệu Trụ đưa ra, nhưng đều thất bại. Ta có một kế hoạch thứ ba, Triệu Trụ chậm rãi nói, lấy bí mật trên Thiên Cơ huyền đồ làm mồi nhử, khiến Sở Trần trở thành kẻ thù chung trong giới võ giả. Ánh mắt Huyền Minh trưởng lão chấn động, bí mật trên Thiên Cơ huyền đồ, người của Phái Thiên Cơ trong phòng trong lòng đều nhao nhao chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Trụ. Cho dù là người Phái Thiên Cơ, người thật sự biết bí mật ẩn giấu trên Thiên Cơ huyền đồ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong phòng trước mắt, cũng chỉ có Triệu Trụ cùng Huyền Minh trưởng lão biết. Hiện tại, Triệu Trụ muốn tiết lộ bí mật này. Đây là bước cuối cùng của chúng ta, bởi vì một khi bí mật được công khai, Thiên Cơ huyền đồ sẽ không phải là át chủ bài của Phái Thiên Cơ chúng ta. Triệu Trụ hít sâu một hơi, nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta thậm chí ngay cả Thiên Cơ huyền đồ cũng mất đi, còn giữ lại bí mật này không hề có ý nghĩa gì. Ánh mắt Triệu Trụ chậm rãi đảo qua mỗi người trong phòng, gần từng chữ, mọi người đều biết, bí mật của Thiên Cơ huyền đồ là Thiên Cơ huyền trận, ta hiện tại có thể nói cho mọi người biết, Thiên Cơ huyền trận thật sự là một động tiên. Trong phòng, một trận tĩnh mịch. Lâu Ngụy mở to đôi mắt, ý gì? Ý là, nắm giữ Thiên Cơ huyền trận, cũng tương đương với, có thể tạo ra động tiên. Triệu Trụ nói lời kinh người, tạo ra động tiên, không ít người Phái Thiên Cơ nín thở. Mấy đời bọn họ đều liều mạng muốn phá giải bí mật của Thiên Cơ huyền đồ, đều biết bên trong Thiên Cơ huyền đồ cất giấu một tòa đại trận, lại chưa từng có người công bố, đại trận lại chính là tạo ra động tiên. Phái Thiên Cơ ngày xưa cường thịnh, tùy thời có thể bố trí động tiên. Lâu Ngụy lẩm bẩm nói, khó trách Phái Thiên Cơ ngày xưa, cùng cửu huyền môn nổi danh. Đổi góc độ, cửu huyền môn cũng đáng sợ, cho dù là đối mặt với Phái Thiên Cơ cường thịnh, cũng có thể sức lực ngang nhau. Ta hiểu rồi, khó trách Sở Trần nhanh như vậy liền bước vào cấp độ võ đạo tông sư, đoạn thời gian trước truyền ra hắn tu bổ xong Thiên Cơ huyền đồ, vậy chẳng phải là, hắn nắm giữ Thiên Cơ huyền trận sao? Ánh mắt nhao nhao nhìn Triệu Trụ, bọn họ đã nghĩ đến cách làm của Triệu Trụ. Phái Thiên Cơ đã không cần phải bảo vệ bí mật của Thiên Cơ huyền đồ nữa. Bọn họ không chiếm được động tiên, Sở Trần cũng đừng mơ tưởng được. Cùng nhau hủy diệt, ánh mắt Triệu Trụ hiện lên điên cuồng. Thừa dịp Phái Bắc Đầu còn chưa đi xa, chúng ta lập tức thông báo tin tức này cho Phái Bắc Đầu. Lâu Ngụy gấp rút, Trấn Thanh mở miệng. Trước tiên để Phái Bắc Đầu đi xa rồi mới lan truyền tin tức ra ngoài. Triệu Trụ mở miệng, Lâu Ngụy ngạc nhiên, theo hắn thấy. Cũng hiện giờ những thế lực võ giả gần Hương Sơn, chỉ có Phái Bắc Đầu mới có năng lực đối phó Sở Trần. Nếu như ngươi là Phái Bắc Đầu, sau khi biết được tin tức này, trước tiên sẽ làm gì? Triệu Trụ hỏi ngược lại, Lâu Ngụy trầm ngâm một hồi, giật mình, ta sẽ lập tức phong tỏa tin tức, ngăn chặn để cho người khác biết tin tức này, sau đó độc hưởng bí mật trên Thiên Cơ huyền đồ. Không sai, cho nên, muốn cả giới võ giả đều biết tin tức này. Phải bắt đầu truyền tin tức từ tầng dưới chót của võ giả giới. Triệu Trụ trầm giọng nói, mấy môn phái võ giả chính thống vừa mới đi xuống Hương Sơn có thể thử một lần, chúng ta không thể trực tiếp lộ diện đi tuyên truyền tin tức này, ý đồ như vậy quá mức rõ ràng, nhất định phải lơ đãng để lộ tin đồn, đương nhiên sẽ có người tìm đến chúng ta chứng thực. Giao cho ta đi, Huyền Minh trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, Triệu Trụ cũng bất ngờ nhìn Huyền Minh trưởng lão. Mặc dù có không ít môn phái võ giả rời khỏi Hương Sơn, nhưng tối nay, còn có quan hệ giữa các môn phái tương đối tốt, tổ chức một tiệc rượu ngoài trời ở Hương Sơn. Huyền Minh trưởng lão nói, ta lấy thân phận lão nhân Phái Thiên Cơ nghèo túng đi uống rượu, hẳn là không ai đuổi ta đi. Huyền Minh trưởng lão nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài, một tiếng sau. Tiệc rượu ngoài trời Hương Sơn, leng keng, Huyền Minh trưởng lão đã uống đến say nát, một chén rượu trong tay không cầm vững, ngã trên mặt đất. Trưởng lão Phái Thiên Cơ, thật đáng thương. Có sao nói vậy, Phái Thiên Cơ bao nhiêu cân lượng còn không biết rõ sao. Lại còn khiêu khích cửu huyền môn. Hành động mấy ngày trước, Phái Thiên Cơ cuối cùng bồi thường cho Sở Trần 1.000 vạn, thật sự là sỉ nhục. Các người biết cái giám a? Huyền Minh trưởng lão tức giận, đứng lên, chúng ta tự biết mình,
biết không phải là đối thủ của Cửu Huyền Môn, nhưng làm sao, Sở Trần đoạt thiên cơ huyền đồ của chúng ta. Chỉ là một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc. Có người ha hả cười rộ lên, chẳng qua chỉ là một bức họa mà thôi, mất thì mất, cần dốc hết lực lượng phái thiên cơ đi trả thù sao. Chính là, không khỏi chuyện bé xé ra to. Tất cả các ngươi đều câm miệng. Huyền Minh trưởng lão ném chén mà đứng lên, thân thể lảo đảo, các ngươi cũng không biết thiên cơ huyền đồ có ý nghĩa gì, chính là động tiên a. Lời vừa dứt, trong lòng không ít người ở đây đột nhiên chấn động. Hai mặt nhìn nhau, Huyền Minh trưởng lão, động tiên gì? Chẳng lẽ bên trong thiên cơ huyền đồ cất giấu manh mối động tiên nào đó? Có người thăm dò hỏi. Hừ, đâu chỉ là manh mối, thiên cơ huyền đồ chính là động tiên. Huyền Minh trưởng lão trấn thanh nói, các người biết đệ tử Cửu Huyền Môn Sở Trần vì sao tuổi còn trẻ bước vào cấp độ võ đạo tông sư không? Bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp của hắn, lại tu bổ xong thiên cơ huyền đồ không trọn vẹn, thiên cơ huyền đồ hoàn chỉnh, cất giấu thiên cơ huyền trận, mà đặt mình trong thiên cơ huyền trận, cũng tương đương với tiến vào động tiên. Không ít người thần sắc chấn động, mang theo khó có thể tin được. Có thể nói, chỉ cần Sở Trần thích, hắn tiện tay là có thể tạo ra động tiên. Các ngươi nói, thực lực của hắn, có thể không đột nhiên tăng mạnh sao? Huyền Minh trưởng lão đấm ngực dậm chân, đây vốn là thuộc về phái thiên cơ chúng ta a. Các võ giả ở đây ánh mắt nhìn nhau. Rất nhanh, không ít bóng người bay về phía chân hương sơn lao xuống, có người trực tiếp đi xa vài bước, lấy điện thoại ra. Không bao lâu sau, tin tức lan truyền. Toàn bộ võ giả giới, trong một đêm, như động đất oanh động. Những giọt sương buổi sáng làm ẩm nhụy hoa nở rộ. Sở Trần mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, có loại cảm giác có thể cảm giác được tất cả động tĩnh trong biệt thự nhỏ, kể cả thanh âm thím tường bận rộn đi lại ở tầng 1, đều rõ ràng ở trong đầu Sở Trần hình thành hình ảnh nhàn nhạt. Trong một đêm, thực lực lại lần nữa tinh tiến. Sở Trần hơi kinh ngạc, bất ngờ ngồi dậy, đánh thức người đẹp bên gối. Thần thái Tống Nhan có chút mê ly, còn đang ngủ chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Sở Trần, sao anh lại dậy sớm như vậy? Sở Trần cúi đầu nhìn lại, Tống Nhan một thân trần trụi, giống như ngọc bích nhẹ nhàng cuộn mình lại, dáng người hoàn mỹ bày ra trước mắt, toàn thân không có một chỗ khuyết điểm. Thức dậy sớm gặp vận may, Sở Trần dùng chăn đắp Tống Nhan lên. Sau một phen mưa gió qua đi, Sở Trần ôm lấy Tống Nhan. Tống Nhan đang hô hấp dồn dập, mồ hôi trên trán oát ra mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, nằm trong lòng Sở Trần, sắc mặt ửng hồng, cô phảng phất càng ngày càng yêu cảm giác này. Sở Trần âm thầm vận chuyển Cửu Huyền Bí Pháp. Sau một phen vận động, nội công quả thật lại có tinh tiến. Điều này so với lúc mình bình thường khoanh chân vận công còn tăng lên nhanh hơn. Sở Trần kinh ngạc, anh chưa từng nghĩ tới mình còn có thể thông qua phương thức như vậy tăng thực lực của mình. Trước đó cũng chưa từng có tình huống như vậy. Sở Trần nghi hoặc, loại biện pháp tăng thực lực này, có loại tương tự, một loại thuyết pháp nào đó về song tu. Thế nhưng, anh cũng chưa từng học qua bất luận cái gì về song tu công pháp, Cửu Huyền Môn tàng thư các cũng chưa. Chẳng lẽ là, Sở Trần cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Nhan, Nhan Nhan, em thật rừng rực. Chuyện này có liên quan gì đến rừng rực, Tống Nhan đỏ mặt đến không dám trả lời Sở Trần. 10 phút sau, Tống Nhan bỗng nhiên ngồi dậy, không hay rồi, em sẽ trễ mất. Công ty của mình, sợ cái gì? Sở Trần mỉm cười, không được, công ty có quy tắc của công ty, em phải làm gương tốt. Tống Nhan nhanh chóng rời giường, sau khi rửa mặt, trang điểm đơn giản, lập tức ra ngoài. Sở Trần nằm trên giường, dưới tình huống không có nguyên nhân cụ thể, anh chỉ có thể gán công cho Tống Nhan. Sở Trần lấy điện thoại ra, tin nhắn của Giang Khúc Phong, người lại gặp chuyện lớn rồi. Sở Trần vốn tưởng rằng Giang Khúc Phong chỉ là nói chuyện đêm qua của Trương Tiên, mỉm cười lắc đầu, chuyện đã qua, Trương Tiên cũng được trừng phạt, Sở Trần đương nhiên cũng sẽ không chú ý quá nhiều đến chuyện trong giới giải trí, nhưng Sở Trần nhìn thời gian Giang Khúc Phong nhắn tin, lại là sáng nay. Tìm được đạo tặc Hỏa Yến rồi. Sở Trần trả lời, đạo tặc Hỏa Yến là một nỗi đau trong lòng Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong lãnh đạm đáp lại, không có. Sau đó, Giang Khúc Phong lại gửi một tin nhắn, bí mật của ngươi bị phơi bày rồi. Trong nháy mắt này, trong đầu Sở Trần toát ra vài tin tức, bí mật nào bị phơi bày. Thân phận của Liễu Tỷ Tỷ, hay là bí mật mình ngủ một giấc có thể tăng thực lực. Hay là đề thi mô phỏng cho tiểu độc nữ là sách đã bổ sung và hiệu đính. Hay là mình từng không cẩn thận nhìn trộm chị Đào, Sở Trần trả lời cái nào? Giang Khúc Phong không có thừa nước đục thả câu, sau đó gửi phát tin nhắn, giới võ giả bỗng nhiên có tin tức truyền ra,
Huyền Minh trưởng lão phái Thiên Cơ sau khi uống rượu lỡ lời, nói ra bí mật kinh thiên của Thiên Cơ huyền đồ, trong Thiên Cơ huyền đồ ẩn giấu Thiên Cơ huyền trận, mà Thiên Cơ huyền trận có thể tạo động tiên. Đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại, anh không tin là say rượu nói lỡ. Tất cả sự mất lý trí sau khi uống rượu đều có kế hoạch trước. Lỡ lời sau khi uống rượu cũng vậy. Điều này có nghĩa là, phái Thiên Cơ thật sự quyết định mất cả chì lẫn chài, bọn họ không chiếm được động tiên, cũng không cam lòng trơ mắt nhìn Sở Trần hưởng thụ. Trên thực tế, trong lòng Sở Trần cũng dự liệu sẽ có một ngày như vậy đến. Sau khi Liễu Như Nhạn hoài nghi trong trang viên Tống gia cất giấu động tiên, Sở Trần cũng tìm cơ hội bố trí động tiên cho Liễu Như Nhạn một lần. Đây cũng là bởi vì lo lắng ngày này đến, Liễu Như Nhạn sau khi biết được, sẽ sinh ra ý nghĩ khác, về phần hiện tại, Liễu tỷ tỷ nghĩ, phỏng chừng là bảo vệ anh như thế nào. Sở Trần từ trên giường ngồi dậy, anh có thể tưởng tượng được, bí mật động tiên bị phái Thiên Cơ phơi bày, sẽ khiến giới võ giả chú ý bao nhiêu. Động tiên, đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói, đều là hấp dẫn chí mạng. Sau khi Giang Khúc Phong nhắc nhở, Sở Trần trước sau còn nhận được tin tức của đám người Giang Ánh Đào, Trương Đạo Trưởng. Đều là vì động tiên. Có thể nói, trong một đêm, Sở Trần đã trở thành bánh trưng thơm ngon trong mắt cả giới võ giả. Tất cả mọi người đều muốn cỏ được cách bố trí động tiên. Tất cả mọi người không muốn để cho người khác đạt được cách bố trí động tiên. 10 giờ sáng, Sở Trần tiễn Tống Thu. Tống Thu chính thức bắt tay vào sự nghiệp quân sự của mình. Sở Trần ở trong biệt thự tổ ấm nhỏ không có ra cửa. Nửa ngày trôi qua, Sở Trần nhận ra, xung quanh biệt thự, có không ít ánh mắt không tầm thường. Nhưng, Sở Trần cũng không có lo lắng quá nhiều. Cái gọi là Thiên Cơ huyền đồ, động tiên, chẳng qua chỉ là một mặt của phái Thiên Cơ mà thôi, chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận, vậy thì không thể trở thành kết cục đã định. Huống chi, anh hiện tại đã là võ đạo tông sư, người khác nghĩ đến đối phó anh, ngoại trừ kiêng kỵ thân phận đệ tử cửu huyền môn ra, còn phải làm được một điểm, có thể chiến thắng anh. Giới võ giả hiện nay, võ đạo tông sư đã thuộc về cao thủ hạng nhất, người có thể tự tin một mình chiến thắng Sở Trần, cũng không hiếm thấy. Buổi tối, Tống Nhan tan làm trở về, trong biệt thự nhỏ, Sở Trần tích cực tăng thực lực của mình. Nhưng, Sở Trần rõ ràng cảm thụ được, thực lực tăng lên hiệu quả không tốt như lúc đầu. Sở Trần vẫn như cũ không có tìm được nguyên nhân tăng thực lực lên. Thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm tra lẽ thật. Sở Trần chỉ có thể tiếp tục thực hành. Đợt gió và mưa đầu tiên, Tống Nhan ôm bả vai Sở Trần, khuôn mặt ửng đỏ, nhịp tim vẫn đang đập dữ dội. Cô rõ ràng cảm giác được hai ngày nay, nhu cầu của Sở Trần bỗng nhiên trở nên lớn hơn. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ chịu không nổi, nhưng không nghĩ tới, mình không chỉ càng ngày càng thích loại cảm giác này. Hơn nữa, cô cảm giác được, trạng thái tinh thần, tố chất thân thể của mình, hai ngày nay dĩ nhiên có biến hóa rất lớn, thay đổi trực quan nhất chính là... Cô cảm giác khí lực của mình đều lớn hơn rất nhiều. Trong đầu Tống Nhan hiện lên bốn chữ, càng chiến càng hăng. Chuyện ngượng ngùng như vậy cô đương nhiên sẽ không nói cho Sở Trần biết, thần sắc ngọt ngào ôm Sở Trần tiến vào mộng đẹp. Một đêm này, giới võ giả cũng không bình tĩnh. Hoặc là nói, từ sau khi Huyền Minh trưởng lão say rượu nói ra bí mật kinh thiên của Thiên Cơ huyền đồ, giới võ giả nhất định không cách nào bình tĩnh. Bất luận là phái kỳ môn hay là đại phái chính thống. Đều đang chờ đợi Sở Trần đáp lại. Nhưng mà một ngày trôi qua, Sở Trần cũng chưa lên tiếng. Càng ngày càng nhiều võ giả tiến vào thiền thành cuồn cuộn sóng ngầm. Các đại môn phái trước tiên đều lựa chọn quan sát, thân phận bối cảnh cùng thực lực của Sở Trần, đều không phải bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Tất cả mọi người đang chờ đợi có một người có thể lên cao hô một tiếng, bọn họ nhất định sẽ đưa ra phản ứng. Là người chủ đạo toàn bộ sự việc. Phái Thiên Cơ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt để vây xem các đại môn phái lên tiếng phê phán Sở Trần. Trong khách sạn, Ưng Chảo Môn, Hái Thiên Tàm và các môn phái khác xuất hiện trong đại hội giao lưu võ giả Hương Sơn quả nhiên đến sớm nhất. Triệu Trụ lạnh lùng nói, nhưng, bọn họ cũng là bị Sở Trần dọa sợ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều muốn đến cùng hưởng bí mật trận pháp động tiên, rồi lại đồng thời hy vọng người khác dẫn đầu xuất thủ, làm khó dễ Sở Trần. Huyền Minh trưởng lão cao mày, chúng ta có cần ở sau lưng thúc đẩy một chút, tạo ra một ít mâu thuẫn hay không? Triệu Trụ lắc đầu, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ra xa, đó là phương hướng trang viên Tống gia. Không cần phải hành động nhiều, động tiên đối với võ giả mà nói, sức hấp dẫn là chí mạng. Không có bất kỳ môn phái nào, không có bất kỳ võ giả nào nguyện ý nhìn thấy Sở Trần một mình hưởng trận pháp động tiên, Sở Trần kế tiếp chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất,
chính là có thể tạo ra trận pháp động tiên công khai cho mọi người. Thứ hai, giữ khư khư bí mật, đối địch với toàn bộ giới võ giả. Khóe miệng Triệu Trụ khẽ nhếch lên, nếu như Sở Trần lựa chọn cái thứ nhất, phái Thiên Cơ cũng có thể chia một chén canh. Nếu Sở Trần lựa chọn cái thứ hai, bọn họ vui vẻ nhìn thấy Sở Trần bị cả nhóm đấu đến chết. Mặc dù Sở Trần là đệ tử Cửu Huyền Môn, anh cũng sẽ không có lựa chọn thứ ba. Cửu Huyền Môn cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng dùng lực lượng một phái đối nghịch với toàn bộ giới võ giả. Sáng sớm hôm sau, nhóm khách đầu tiên đến trang viên Tống gia. Đội ngũ Dược Cốc, bọn họ đối với Thiên Cơ Huyền Trận không có tâm ngấp nghé, chỉ là sau khi nghe được tin tức, lo lắng an nguy của Sở Trần, lập tức lần nữa trở về Thiền Thành, thoải mái tiến vào trang viên Tống gia. Sở Sư Thúc, quấy rầy rồi. Kiều Thương Sinh trầm giọng mở miệng, theo ta được biết, phái Kỳ Môn cùng đại phái chính thống, trong một ngày ngắn ngủi này, ít nhất có 7 môn 18 phái tiến vào Thiền Thành. Sau ngày hôm nay, số lượng sẽ nhiều hơn nữa. Sở Trần an bài đội ngũ Dược Cốc ở lại một trong những biệt thự trong trang viên Tống gia. Kiều Thương Sinh và Sở Trần một mình đi tới trước cọc hoa mai. Sở Sư Thúc, chúng ta cùng cốc chủ mất liên lạc rồi. Thần sắc Kiều Thương Sinh ngưng trọng, trầm giọng nói, từ khi cốc chủ ra biển, chúng ta cùng cốc chủ còn giữ liên lạc, nhưng mấy ngày trước, chúng ta cùng cốc chủ mất liên lạc. Hơn nữa, không chỉ có chúng ta, phái Bắt Đầu, bọn họ đều cùng cường giả môn phái ra biển đột nhiên mất đi liên lạc. Thần sắc Sở Trần khẽ biến, anh từ trong miệng Liễu Như Nhạn biết được cường giả khí tức cảnh võ giả giới đều xuất hiện, là vì một tòa đảo vô danh ở nước ngoài. Hiện giờ toàn bộ mất liên lạc, nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sở Trần nhíu chặt mày, lấy thực lực cấp bậc của 9 vị sư phụ, nếu như bọn họ gặp phải khó khăn ngoài ý muốn, Sở Trần cho dù muốn hỗ trợ, cũng bó tay. Sở Trần có thể làm được, chính là nắm chặt thời gian, đột phá đến khí tức cảnh. Nhưng nói thì đơn giản, toàn bộ giới võ giả, phái Kỳ Môn chỉ có Cửu Huyền Môn có được cường giả khí tức cảnh, mà trong đại phái chính thống, cũng chỉ có 3 thế lực lớn phái Bắt Đầu, Đạt Ma Sơn cùng với Chiến Long Đảo có được cường giả khí tức cảnh. Từ võ đạo tông sư đột phá đến khí tức cảnh, độ khó cực lớn, có thể tưởng tượng được. Sở Trần đột nhiên nghĩ đến một người, Liễu Tỷ Tỷ. Liễu Tỷ Tỷ cách khí tức cảnh chỉ còn một bước, có lẽ, mình có thể thông qua trợ giúp Liễu Tỷ Tỷ đột phá đến khí tức cảnh. Điều tra rõ chân tướng các sư phụ đột nhiên mất liên lạc. Khó trách phái Bắt Đầu mấy ngày nay không có bất kỳ động tĩnh gì, phỏng chừng cũng là bởi vì cùng tiền bối tông môn mất liên lạc mà hoảng hốt. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, nhưng hiện tại, có động tiên hấp dẫn, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Không chỉ là phái Bắt Đầu, anh không thể ngồi chờ chết. Kiều trưởng lão, nơi này liền giao cho ngài. Sở Trần nói, có việc trước tiên thông báo cho tôi. Sở Trần rời khỏi trang viên Tống gia. Tống Thu là người công cụ đã không còn, Sở Trần chỉ có thể ở ven đường chặn một chiếc xe. Trên đường đi tới Dương Thành, Sở Trần cảm nhận được không ít ánh mắt đang theo sau. Sở Trần nhắm mắt dưỡng thần, tài xế lái xe đi đến biệt thự ven sông. Địa điểm huấn luyện đặc biệt và trung tâm làm việc của Bộ phận Hành động đặc biệt Trung Quốc. Sở Trần sau khi đi vào, lập tức cảm giác được ánh mắt theo dõi xung quanh biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây không phải là nơi bình thường. Cho dù là võ giả bình thường, cũng không cách nào tùy ý lẻn vào. Sở đội, tổ trưởng tổ đột kích Chín Tiếu Phong thấy Sở Trần, thần sắc vui vẻ, lập tức hành lễ. Sở Trần mở miệng, lái xe đưa tôi ra ngoài. Tiếu Phong sửng sốt, nghe được, lần này Sở Trần gặp phải áp lực thật lớn. Nếu Liễu Tỷ Tỷ thành công đột phá đến khí tức cảnh, bọn họ đều là đệ đệ, Sở Trần mỉm cười, anh đối với Liễu Tỷ Tỷ ôm lòng tin. Nhưng cũng không thể đặt toàn bộ hy vọng ở trên người Liễu Như Nhạn. Sở Trần còn có tính toán khác. Sau khi rời khỏi quán ba 21, Sở Trần đến Thanh Phong Quan. Tình báo rằng Ánh Đào mang đến chỉ là thế lực võ giả từ sân bay hàng không Dương Thành những con đường khác tiến vào Thiền Thành, còn phải từ trong miệng Trương đạo trưởng biết được. Kết quả không lạc quan, cơ hồ hơn phân nửa thế lực giới võ giả đều tới. Đây quả thực có thể nói là một lần tụ họp phi tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong giới võ giả. Động tiên đối với võ giả mà nói lực hấp dẫn quá mức chí mạng. Nếu Sở Trần một mình hưởng thụ thủ đoạn tạo động tiên, như vậy tương đương với, một mình Sở Trần trở thành bắc của giới võ giả. Không ai muốn thấy điều đó. Cho nên, tất cả họ đều đến. Thiếu chủ, Cửu Huyền Môn hiện tại, Trương Vận Quốc thăm dò hỏi. Vẫn còn trong trạng thái đóng cửa. Sở Trần trầm giọng mở miệng. Phỏng chừng ngay cả 9 vị sư phụ cũng không nghĩ tới,
chuyến đi này của bọn họ sẽ xuất hiện biến số như vậy, càng sẽ không nghĩ tới, Sở Trần phá giải bí mật của Thiên Cơ Huyền Đồ, tạo ra động thiên. Cửu huyền môn ở trạng thái đóng cửa, hoàn toàn ngăn cách liên lạc với ngoại giới. Thần sắc Trương Vận Quốc tràn ngập lo lắng. Sở Trần cùng Trương Vận Quốc đi tới sau núi, bắt tay bố trí Thiên Cơ Huyền Trận. Trương Vận Quốc đứng ở một bên, ánh mắt nóng bỏng. Hắn không nghĩ tới, đến lúc này, thiếu chủ lại còn có tâm tư bố trí Thiên Cơ Huyền Trận cho hắn. Sau khi trận pháp bố trí xong, Sở Trần trầm giọng mở miệng, Trương đạo trưởng, ông sau khi từ Thiên Cơ Huyền Trận đi ra, lập tức đi tới Cửu Huyền Môn một chuyến, tôi cho ông một tấm bùa, ông sau khi đến đó, bóp nát bùa, người bên trong Sơn Môn có thể cảm giác được. Để Trương Vận Quốc trở về Cửu Huyền Môn chuyển cứu binh, đây là một tính toán khác của Sở Trần. Mặc dù 9 vị sư phụ đều đã ra biển mất liên lạc, nhưng Cửu Huyền Môn, cường giả cửu mạch, vẫn như cũ không ít. Trương Vận Quốc tiếp nhận bùa, nhịn không được lại nhìn thoáng qua Thiên Cơ Huyền Trận ở một bên, hít sâu một hơi, mở miệng nói, thời gian cấp bách, trận pháp này, vẫn là để lại cho thiếu chủ đi, tôi hiện tại lập tức khởi hành. Dứt lời, cũng không cho Sở Trần cự tuyệt, Trương Vận Quốc dứt khoát xoay người rời đi. Chờ một chút, Sở Trần hô một tiếng không cần phải. Trương Vận Quốc giơ tay lên, hào khí muôn vàn, thân thể búng một cái, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đi rất tiêu sái, bản thân Trương Vận Quốc đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tay cầm bùa, nhanh như chớp, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, cho dù nghe thấy thiếu chủ phía sau tựa hồ đang hô cái gì đó, Trương Vận Quốc không quay đầu lại. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, thiếu chủ có thể bày trận cho mình vào lúc này, mình cũng có thể vì thiếu chủ mà chạy tới ngàn dặm, khẩn cấp xin viện trợ. Vào giờ khắc này, trong đầu Trương Vận Quốc thậm chí đã có hình ảnh, tại thời khắc sống chết nguy cấp của thiếu chủ, hắn cùng cường giả Cửu Huyền Môn từ trên trời giáng xuống, chấn nhiếp toàn trường. Nghĩ tới đây, tốc độ của Trương Vận Quốc nhanh hơn. Sau núi Thanh Phong Quan, Sở Trần trợn mắt há hốc mồm. Trương đạo trưởng gấp gáp như vậy sao? Nhưng, tôi còn chưa nói cho ông biết cách bóp nát bùa, khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng co giật một chút. Bên trong bùa chứa trận pháp, nếu như chỉ là đơn giản xé nát, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng anh còn chưa kịp nói ra miệng, Trương đạo trưởng như gió rời đi. Sở Trần gọi điện thoại cho Trương đạo trưởng, phát hiện điện thoại di động của Trương đạo trưởng còn rơi xuống đất. Bùa như vậy, Sở Trần chỉ chuẩn bị một tấm, hơn nữa, ngoại trừ Trương đạo trưởng ra, anh cũng không có người thích hợp đi tới Cửu Huyền Môn. Có lẽ Trương đạo trưởng hẳn là có cách liên lạc đi. Sở Trần chỉ có thể an ủi mình như vậy. Bầu trời đêm ở Thanh Phong Quan, những ngôi sao rải rác. Gió mát sảng khoái, Thiên Cơ Huyền Trận vừa mới bố trí xong, đương nhiên không thể lãng phí. Thanh Phong Quan, có thể nói là nơi vị trí địa lý tu luyện tốt nhất của Thiền Thành, dưới màn đêm, trong thiên địa tràn ngập khí tức cùng ngoại giới có cảm giác hoàn toàn khác. Sau khi Sở Trần tiến vào Thiên Cơ Huyền Trận, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, ngẩng đầu nhìn lên, động tiên sau núi Thanh Phong Quan, phảng phất giơ tay lên có thể chạm vào sao đầy trời. Giờ này khắc này, Sở Trần cơ hồ là phản xạ có điều kiện hiện lên tinh thần thổ nạp thuật. Nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, dụng tâm cảm nhận sao đầy trời. Thời gian dường như đứng yên, trong đầu Sở Trần xuất hiện đầy trời sao, anh phảng phất đứng ở trên một ngôi sao trong đó, nhìn về phía bầu trời mênh mông. Một giây sau, ngôi sao di chuyển, từ từ xoay tròn, giữa hai người, dường như có liên hệ đặc biệt. Sở Trần chú ý tới, giờ khắc này tim đập hô hấp lại cùng sao đầy trời hình thành loại nào đó có liên hệ đặc biệt. Một hơi hít một hơi, tinh thần thổ nạp thuật, dưới sự vô tình, Sở Trần chạm tới cánh cửa nội công tâm pháp này. Trong Thiên Cơ Huyền Trận, Sở Trần lâm vào trạng thái nhập định, hô hấp của anh khi thì dồn dập phập phồng, khi thì bình thản như nước chảy, chiếu rọi đầy trời sao, cùng sao đầy trời hình thành quan hệ, mỗi một lần hô hấp, đều có một cỗ năng lượng thích xúc, tràn vào trong cơ thể Sở Trần, ngược lại dung nhập vào toàn thân tứ chi xương cốt. Cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Không ai biết, trong đêm ở Thanh Phong Quan này, Sở Trần lại ngộ ra tinh thần thổ nạp thuật khó tìm hiểu nhất phái Bắc Đẩu. Gió mát cao ngàn thước, tay có thể hái sao. Lúc bình minh, Sở Trần đứng ở giữa Thiên Cơ Huyền Trận, chắp hai tay, nhìn lên bầu trời. Trên đỉnh đầu, sao đầy trời đã biến mất không thấy, mắt thường không cách nào phân biệt được nữa. Nhưng Sở Trần vẫn có thể thông qua nhịp tim hô hấp cảm giác được sự tồn tại của sao đầy trời, thậm chí sau khi đi ra khỏi Thiên Cơ Huyền Trận, loại cảm giác này vẫn như cũ không biến mất. Nhịp tim, hô hấp của Sở Trần, mỗi thời mỗi khắc đều duy trì một loại rung động nào đó với sao đầy trời.
Khó trách tinh thần thổ nạp thuật tuy là nội công tâm pháp khó giác ngộ nhất của phái Bắc Đẩu, nhưng một khi luyện thành, lại là cường giả tuyệt đối của phái Bắc Đẩu. Sở Trần hiện tại triệt để hiểu được, bởi vì tinh thần thổ nạp thuật một khi lĩnh ngộ, tùy chỗ đều là tu hành, mỗi một ngụm hô hấp, mỗi một lần tim đập, đều là quá trình tu hành, căn bản không cần tận lực ngồi thiền, khổ tu. Một đêm này, thực lực của Sở Trần lần nữa tinh tiến một đoạn. Sở Trần thậm chí cảm giác được, mặc dù không cần động tiên, anh cũng có thể giật nhanh tiến tới khí tức cảnh. Trên đường xuống núi, Sở Trần nhận được điện thoại của Tống Nhan, ngữ khí dồn dập, có người xông vào nhà chúng ta, thoạt nhìn ý đồ không tốt. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng, rất nhiều thế lực võ giả, lại bởi vì anh biến mất một đêm, liền kiềm chế không được. Nói cho Kiều trưởng lão biết, tận lực đừng có xung đột với bọn họ, anh lập tức trở về. Sở Trần mở miệng, tăng tốc độ, trang viên Tống gia. Bên ngoài đại sảnh biệt thự đứng không ít người, xa xa là bảo vệ Tống gia, sau khi ngăn trở không có kết quả, những bảo vệ này chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên, dù sao những người trước mắt này cũng không phải người thường, thực lực của đại đa số người trong bọn họ đều vượt qua cái gọi là võ đạo tông sư trong thế tục quyền giới. Đối với bảo vệ mà nói, tương đương với một đám cao thủ võ lâm xông vào Tống gia, bọn họ ngăn không lại, càng đánh không lại. May mắn Tống Tà Dương cũng kịp thời hạ mệnh lệnh cho bọn họ tại chỗ chờ lệnh, nếu không, xuất phát từ trách nhiệm, bọn họ kiên trì cũng phải lên, phỏng chừng hiện tại đều phải ngã xuống đất. Trong đại sảnh, có mười mấy người tiến vào, các loại trang phục đều có. Có đạo trưởng tay cầm phất trần, cũng có hòa thượng mặc áo cà sa. Không biết, còn tưởng rằng nhà tôi đang quay phim cổ trang. Tống Nhan tự mình nói một tiếng, sau khi nhận được hồi âm của Sở Trần, nội tâm Tống Nhan đại định. Cô biết những người này ý đồ không tốt, nhưng cô đối với Sở Trần có lòng tin, tin tưởng Sở Trần có thể ứng phó cục diện này. Kiều Thương Sinh và các đệ tử Dược Cốc đứng song song với đối phương. Dược Cốc xưa nay bảo trì trung lập, vì sao lần này kiên định đứng ở bên đệ tử kỳ môn Sở Trần này, chẳng lẽ là Dược Cốc đã chiếm được cách bố trí thiên cơ huyền trận. Mở miệng chính là hộ pháp phái Bắc Đẩu, Cao Trấn Long, võ đạo tông sư, người đàn ông khôi ngô đứng bên cạnh hắn, Đặng Kiệt Hổ. Người trong giới võ giả xưng là Long Hổ Song Hùng phái Bắc Đẩu, thực lực tiếp cận cấp độ đỉnh phong của võ đạo tông sư. Bọn họ đương nhiên không phải là người mạnh nhất trong chuyến đi này của phái Bắc Đẩu, bao gồm cả Đạt Ma Sơn, hôm nay đi tới trang viên Tống gia, là sư đệ của Không Hạc Đại Sư, Không Động Đại Sư. Đám người này chỉ là đến trước thăm dò thái độ của Sở Trần một chút. Lời nói của Cao Trấn Long vừa dứt, ánh mắt đại diện các đại môn phái ở đây nhao nhao dừng trên người Kiều Thương Sinh. Nhao nhao bừng tỉnh. Khó trách Dược Cốc che chở Sở Trần như vậy, nhất định là cùng Sở Trần đạt thành hiệp định rồi. Hừ, thiên cơ huyền trận, lẽ ra là thiên hạ cùng hưởng, dựa vào cái gì Sở Trần cùng Dược Cốc phân chia. Hôm nay coi như là cửu tiên cửu huyền ở đây, tôi cũng là nói như vậy. Một đám khí thế mãnh liệt, A-di-đà Phật, Không Hạc Đại Sư song trưởng khép lại, thản nhiên nói, vẫn là để cho Sở Trần thí chủ xuất hiện nói chuyện đi. Sở Trần không có ở nhà. Tống Nhan mở miệng, tôi đã thông báo cho anh ấy đang trên đường trở về. Hắn dám trở về, Đặng Kiệt Hổ cười lạnh, theo tôi thấy, hắn biết chúng tôi tìm tới cửa, đã sớm chuồn mất rồi. Nơi này là nhà của nó còn có thể đi đâu? Lão gia tử Tống Trường Thanh trầm mặt, những người này không kiêng nể gì mà đến cửa, nếu như không phải Tống Nhan nói bọn họ thân phận, Tống Trường Thanh đã sớm báo cảnh sát, nhưng loại tình huống trước mắt. Tốt nhất vẫn là chờ Sở Trần trở về xử lý, Sở Trần chính là một thành viên của cục đặc chiến. Đường đường là thiếu chủ cửu huyền, lại làm người ở rể, quả thực khiến người ta cười rụng răng. Ánh mắt Đặng Kiệt Hổ lạnh lùng đảo qua, nếu Sở Trần không trở về, chúng ta ở đây chờ cũng nhàm chán, chi bằng so tài một chút đi. Thần sắc Kiều Thương Sinh hơi trầm xuống, những người trước mắt này tuy rằng không phải đại diện mạnh nhất của các đại môn phái, nhưng thực lực liên hợp lại cũng cực kỳ cường đại. Nhất là Long Hổ Song Hùng phái Bắc Đẩu cùng với Không Hạc Đại Sư Đạt Ma Sơn, thậm chí còn có đồng môn của Không Hạc Đại Sư, Không Ưng Đại Sư, đều là cường giả trong võ đạo tông sư. Bốn người này, bất luận một ngòi nào ra tay, đều không phải Dược Cốc có thể chống lại. Huống hồ, ngoại trừ bốn đại tông sư này, võ giả còn lại thực lực cũng không kém. Đều có chuẩn bị mà đến. Mục đích chỉ có một, thiên cơ huyền trận. So tài thì không cần. Tống Trường Thanh cũng nhìn ra thế cục trước mắt. Mở miệng nói, tôi chuẩn bị xong nước trà rồi, mọi người uống chén trà đi. Thím Tường bưng nước trà đi vào, không biết tại sao đột nhiên lòng bàn chân loạng choạng một chút, thân thể ngã về phía trước,
nước trà trực tiếp vãi đầy đất, đồng thời truyền đến thanh âm chén trà vỡ vụn. Chậc, xem ra, mời chúng tôi uống trà, tựa hồ cũng không có thành ý gì. Có võ giả cười nhạo mở miệng, tôi xin lỗi, thím tường chật vật thu dọn chén vỡ trên mặt đất, đồng thời theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô vừa rồi cảm giác tựa hồ bị vấp phải thứ gì đó, nhưng quay đầu lại cái gì cũng không thấy. Tống Nhan đi lên đỡ thím tường tẩu dậy, thím tường, thím không sao chứ. Đồng thời, ánh mắt Tống Nhan toát ra uất ức, các người đường đường võ giả, còn được xưng là danh môn chính phái, lại ra tay với một người phụ nữ bình thường. Cô gái, nếu không có căn cứ, ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Ánh mắt Cao Trấn Long rơi vào trên người Kiều Thương Sinh, Kiều Thương Sinh, Dược Cốc nếu muốn nhúng tay vào chuyện này, vậy thì đi ra so tài đi, đương nhiên, các người có thể lựa chọn lập tức rời khỏi nơi này. Mời. Võ giả Dược Cốc ánh mắt liếc nhau, trong đó có một võ đạo tông sư đi ra. Cao Trấn Long cười đùa, ai tới vui đùa một chút. Rất nhanh, trong trận doanh phái bắt đầu, một người đi ra, tôi đến tìm hiểu kim châm độ mệnh thuật của Dược Cốc. Hai người trực tiếp giao thủ ở đại sảnh. Võ đạo tông sư phái bắt đầu này thực lực rõ ràng hơn võ giả Dược Cốc, không quá 10 phút, võ giả Dược Cốc bị đánh lui, nhưng mà, võ đạo tông sư phái bắt đầu cũng không có dừng tiến công. Thuận thế xông lên, lấy thế sắc bén, đánh bay võ giả Dược Cốc kia, người ở giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra, ngã nặng trên mặt đất. Trong đại sảnh truyền đến một trận thất thanh kinh hô, Kiều Thương Sinh xông lên nâng võ giả Dược Cốc ngã xuống đất, hơn nữa nhanh chóng lấy ra kim bạc, phong ấn mấy huyệt vị trên người hắn, ổn định thương thế của hắn. Tôi đã nói rồi, kim châm độ mệnh thuật của Dược Cốc, chỉ thích hợp dùng để cứu sống, về phần chiến đấu. Võ giả phái bắt đầu đứng đối diện cười nhạo, tôi chưa từng thấy qua người cầm kim thêu làm vũ khí có thể cường đại cỡ nào. Thần sắc Kiều Thương Sinh âm trầm xuống. Để tôi, một tông sư Dược Cốc phẫn nộ xông ra ngoài. Đến trình độ này, bọn họ đã bất chấp cái gì? Dù cho không phải là đối thủ của đối phương, nhưng tôn nghiêm của Dược Cốc không thể bị người tùy ý chà đạp. Dương cung bạt kiếm, bóng dáng Tống Nhan lặng yên lui về một bên, nhận điện thoại của Sở Trần. Sở Trần đã trên đường trở về, thấy Tống Nhan gọi điện thoại, khuôn mặt hơi biến ảo, Nhan Nhan, tình hình thế nào? Đối phương tận lực khiêu khích, động thủ với võ giả Dược Cốc chỉ sợ ngăn không được. Tống Nhan lo lắng, mặc dù Sở Trần đã phân phó qua, để võ giả Dược Cốc không nên cùng đối phương phát sinh xung đột, nhưng đối phương căn bản không cho cơ hội. Bọn họ muốn lấy Dược Cốc để lập uy. Sau khi cúp điện thoại, Sở Trần thúc giục tài xế. Kiềm chế lo lắng trong lòng, bác tài, làm phiền lái nhanh một chút. Oanh, 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 liên tiếp có võ giả Dược Cốc ngã xuống đất. Ra tay không chỉ có võ giả phái Bắc Đẩu, còn có võ tăng Đạt Ma Sơn, ngoài ra, các đại môn phái cũng tích cực thể hiện thái độ của mình. Phái Thiên Tàm từng bị Sở Trần đánh tan sau lưng khách sạn Hoa Đằng, Ưng Chảo Môn cùng với cường giả Vân Hổ Môn, hôm nay cũng đều xuất hiện lần nữa. Vui vẻ, trưởng môn phái Thiên Tàm Ngô Tịch Quân có loại khoái cảm báo thù. Mấy ngày trước ở bãi đỗ xe khách sạn Hoa Đằng, chính là sự nhúng tay vào của Dược Cốc, cuối cùng dẫn đến thất bại của bọn họ. Lão gia tử, mọi người lui về phía sau tránh đi trước. Kiều Thương Sinh trầm giọng mở miệng, lập tức cũng một bước tiến ra ngoài. Ngô Tịch Quân cười điên cuồng, thi triển thiên tàm trưởng, khí thế như cầu vồng, phát động tấn công Kiều Thương Sinh. Một bên, hộ pháp Thiết Đình Trình của phái Ưng Chảo ngửa đầu cười, Ngô trưởng môn một mình chiến đấu khẳng định cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Lão phu đi qua chợ giúp vui. Dứt lời, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào sau lưng Kiều Thương Sinh, hai tay thành móng vuốt, lợi hại như gió, tập kích mà đi. Bên cạnh Kiều Thương Sinh, võ giả Dược Cốc đã trước sau ngã xuống, động thủ của đối phương cơ hồ đều lấy tông sư phái Bắc Đẩu đầu tiên động thủ làm tiêu chuẩn, võ giả Dược Cốc bị đánh ngã xuống đất đều mang trọng thương, nhất thời, ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Không đến 10 phút đồng hồ, Kiều Thương Sinh bỗng nhiên vô tình bị móng vuốt sắc bén bắt lấy cánh tay, truyền đến một trận đau nhức, Ngô Tịch Quân cười to, vung trường, trực tiếp đánh vào ngực Kiều Thương Sinh, Kiều Thương Sinh một ngụm máu tươi phun trào, lẳng lặng lui về phía sau. Lảo đảo muốn ngã, ha ha, đây là thực lực của Dược Cốc, thật sự không chịu nổi một kích. Ánh mắt Cao Trấn Long khinh miệt, từ trên cao nhìn xuống mọi người Dược Cốc nhìn thấy không? Chúng ta chỉ dùng hành động để nói cho các người biết, trong chuyện này. Chiến đội Dược Cốc đối với chúng ta mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. À, Dược Cốc quả thực không biết tự lượng sức mình, cho rằng mình là cái gì. Dưới xu thế tất yếu, bất kỳ một người nào cố gắng ngăn cản đại thế đều nhất định bị nghiền ép.
hôm nay, coi như là cho Dược Cốc một cái giáo huấn nho nhỏ. Đặng Kiệt Hổ híp mắt nhìn Kiều Thương Sinh, thần sắc mang theo thú chơi, Kiều trưởng lão, ông phải đứng vững, nếu không, Dược Cốc cũng không có ai còn có thể đứng nói chuyện. Khóe miệng Kiều Thương Sinh tràn đầy máu tươi, một tay che ngực mình, thân thể run rẩy nhẹ, không phải sợ hãi, mà là thân thể bị thương đến cực hạn, hắn hoàn toàn dựa vào ý chí của mình chống đỡ thân thể, không để cho mình ngã xuống. Thấy vậy, khuôn mặt Ngô Tịch Quân mang theo ý cười, chậm rãi cất bước, đi về phía Kiều Thương Sinh. Sắc mặt mấy người Tống gia không khỏi biến đổi, Tống Tà Dương đột nhiên cắn răng, sải bước xông lên, đi tới bên cạnh Kiều Thương Sinh, giúp đỡ Kiều Thương Sinh. Ngài, mau tránh ra, Kiều Thương Sinh vội vàng mở miệng, hắn biết những người Tống gia này chỉ là người thường, căn bản không chịu nổi một kích của đối phương. Đệ tử Dược Cốc có trách nhiệm bảo vệ bọn họ, đệ tử Dược Cốc nghe lệnh, Kiều Thương Sinh nghiến răng nghiến lợi, đều đứng lên, đứng dậy, đệ tử Dược Cốc ngã trên mặt đất cắn chặt răng. Dược Cốc có thể bại, nhưng không thể bị trà đạp tôn nghiêm. Bọn họ đánh không lại, liền dùng thân thể của mình xây thành tường thành, bảo vệ Tống gia. Một đệ tử Dược Cốc đứng lên, hai, ba, bốn, có người hoàn toàn không có cách nào đứng lên, đã bị đỡ, đứng lên. Nực cười, Ngô Tịch Quân nhìn một hàng đệ tử Dược Cốc đứng trước mắt, khóe miệng nhếch lên, tường thành giấy dán, có tác dụng gì không? Mục tiêu của Ngô Tịch Quân vẫn là Kiều Thương Sinh đứng ở giữa. Tống Tà Dương còn đang đỡ Kiều Thương Sinh, ông chưa có rời đi. Ánh mắt Kiều Thương Sinh nhìn chằm chằm Ngô Tịch Quân, trong tay cầm hai cái kim bạc. Ngô Tịch Quân nhếch khóe miệng, Kiều Thương Sinh bây giờ phỏng chừng ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng khó, chứ đừng nói là châm kẻ địch. Tôi cảm thấy tiếc nuối, không thật sự cảm nhận được sự cường đại của kim châm độ mệnh thuật. Ngô Tịch Quân thở dài, bước chân đã đi tới trước mặt Kiều Thương Sinh. Thiên Tàm Trưởng, Ngô Tịch Quân đập mạnh ra, trưởng phong mãnh liệt. Sắc mặt Tống Nhan đột nhiên biến đổi, Tô Nguyệt Nhàn nắm chặt tay cô. Vèo, 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 trong tốc độ ánh sáng, năm đạo thiểm điện xuyên qua mà ra. Đến từ phía sau Kiều Thương Sinh, đó là năm cây kim bạc, trong đó có một quả đâm thẳng vào mi tâm Ngô Tịch Quân, ẩn chứa sát khí. Ngô Tịch Quân ngửa ra sau theo phản xạ có điều kiện, nhưng lúc này, bàn tay truyền đến đau nhức, hai cây kim bạc đâm xuyên qua bàn tay Ngô Tịch Quân, đồng thời còn có hai cây kim bạc đâm vào hai huyệt yếu trên người Ngô Tịch Quân, lực công kích cường đại khiến Ngô Tịch Quân bay lên, ngã xuống đất, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn, cả người cuộn mình, bất luận là kim bạc trên người đều tăng lên đến cực hạn. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sởn gai ốc, nhìn bàn tay Ngô Tịch Quân chảy máu tươi, càng khiến người ta không sợ run lên. Từng đạo ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú qua, Kiều Thương Sinh cũng quay đầu lại, ánh mắt nhất thời phát sáng. Kích động mở miệng, Sở Sư Thúc. Thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãnh như băng xương bao trùm, ánh mắt Sở Trần như đao, đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Ngô Tịch Quân lăn lộn khắp nơi, hiện tại, ngươi không có tiếc nuối đi, nếu còn có, trong tay Sở Trần, lại lấy ra mấy cây kim bạc, còn không đợi Ngô Tịch Quân đáp lại, đột nhiên vung cổ tay, kim bạc phá không mà đi, trong nháy mắt, lại có ba cây kim bạc đâm vào thân thể Ngô Tịch Quân, từ từ hưởng dụng, kim bạc đủ. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang theo tiếc nuối rời đi. Cả đại sảnh, bầu không khí lập tức rét lạnh, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Ngô Tịch Quân vang vọng. Thanh âm kêu thảm thiết vô cùng chói tai kích thích màng nhĩ của các võ giả ở đây. Nỗi đau đớn bi thảm của Ngô Tịch Quân khiến người ta sinh ra hàn ý, đồng thời càng làm sự cường đại của Sở Trần chấn động. Lúc này mới qua mấy ngày, thực lực của hắn lại tăng lên. Hộ pháp Ưng Trảo Môn Thiết Đinh Trình hít một hơi khí lạnh. Hắn tham dự hành động lần trước thảo phạt Sở Trần, lúc ấy Sở Trần cũng từng thi triển kim châm độ mệnh thuật, nhưng uy lực cũng không lớn như hôm nay nhìn thấy. Nhưng mà hiện tại, Ngô Tịch Quân lăn lộn khắp nơi, lòng bàn tay tràn ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy một màn này, không ai dám dễ dàng tiếp cận nữa. Kim châm độ mệnh thuật của Sở Trần khiến người ta sợ hãi. Sở Trần, Tống Nhan vui mừng, kích động hô một tiếng, cuối cùng cũng quay về rồi a. Mẹ vợ cũng rất vui vẻ, Tống lão gia tử nhất thời cảm thấy an tâm, theo ông thấy, Sở Trần có thể xử lý những chuyện này. Có Sở Trần, Tống gia có tâm phúc, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Sở Trần. Sở Trần thần sắc lạnh lùng như băng xương, anh nhìn thấy tình hình của mọi người ở Dược Cốc. Đối phương xuống tay thật sự xem như hung ác, bởi vậy, Sở Trần cũng không chút khách khí, mấy cây kim bạc đi xuống, ngoại trừ đâm thủng bàn tay Ngô Tịch Quân ra, còn đâm thủng mấy huyệt vị trên người hắn. Khiến Ngô Tịch Quân gặp phải thương tích nặng. Một lát sau,
Có người mở miệng, người chính là Sở Trần. Ánh mắt Đặng Kiệt Hổ đánh giá Sở Trần, khóe miệng khẽ nhếch lên, tuổi còn nhỏ, ra tay ngược lại rất tàn nhẫn, quả nhiên là tác phong trước sau như một của tà đạo. Nội tâm của đại phái chính thống, luôn có một phần kiêu ngạo. Phái Bắc Đẩu thân là Thái Sơn Bắc Đẩu trong đại phái chính thống, đương nhiên càng sâu hơn. Ngươi nên biết rõ mục đích việc chúng ta không mời mà tới. Đặng Kiệt Hổ đi thẳng vào chủ đề, ánh mắt dán chặt Sở Trần. Cho dù ngươi có bất kỳ mục đích gì, ta không có hứng thú biết. Sở Trần thản nhiên nói, ta chỉ biết, xông vào nhà ta, đả thương bạn của ta, các ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Chỉ dựa vào ngươi, Cao Trấn Long nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập khinh miệt, mặc dù kim châm độ mệnh thuật của Sở Trần thoạt nhìn có chút kinh diễm, nhưng ở trong mắt Cao Trấn Long, đây không tính là cái gì nếu như Sở Trần hôm nay muốn dựa vào một tay kim châm độ mệnh thuật để phản kháng, không khỏi quá mức suy nghĩ viển vông. Sở Trần, Đặng Kiệt Hổ cất tiếng nói, ngươi hẳn là biết thiên cơ huyền trận đối với toàn bộ giới võ giả mà nói có ý nghĩa gì, ngươi có thể bố trí thiên cơ huyền trận, tạo ra động tiên, đây vốn là chuyện vui của cả thiên hạ, nhưng dược cốc lại đối với chúng ta tìm mọi cách cản trở, lẽ ra phải chịu giáo huấn này. Tôi bố trí ra trận pháp, dựa vào cái gì là chuyện vui cả thiên hạ, Sở Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đặng Kiệt Hổ một cái, cười lạnh ta cũng không cảm thấy có chuyện vui gì. Ngươi nhìn xem. Hôm nay bao nhiêu người tới, bên ngoài còn có bao nhiêu võ giả bằng hữu? Đặng Kiệt Hổ nói, thịnh tình không thể từ chối, hiểu không? Các ngươi đều muốn thiên cơ huyền trận. Thân ảnh Sở Trần bỗng nhiên khẽ động, lóe ra ngoài đại sảnh, có bản lĩnh đến lấy đi. Mọi người sửng sốt, Đặng Kiệt Hổ trước tiên phục hồi tinh thần lại, hắn lại muốn chạy. Bắt lấy Sở Trần, lập tức có người xông ra ngoài. Ngoài đại sảnh cũng có võ giả, thấy Sở Trần lách mình đi ra. Lúc này theo bản năng vây kín xông lên. Thân thể Sở Trần chạy về phía trước, đồng thời trong tay một nắm kim bạc, thoáng chốc bay về phía trước. Dày đặc như mưa, kim châm độ mệnh thuật, không ít võ giả lên tiếng thống khổ ngã xuống đất. Sở Trần vọt về phía bên hồ. Rất nhiều võ giả lao ra khỏi đại sảnh, bao gồm Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đẩu cùng với Không Hạc đại sư của Đạt Ma Sơn. Các võ tăng từ đầu đến cuối không có đùa giỡn mở miệng nói chuyện giờ phút này ngược lại là đuổi theo nhanh nhất. Đại sảnh chật chội lập tức rộng rãi hơn. Sở sư thúc sẽ không chạy trốn như vậy, hắn hẳn là chỉ là dẫn những người này ra bên ngoài. Kiều Thương Sinh mở miệng, đồng thời nhẹ nhàng khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận chuyển nội công tâm pháp, ta vận công trị thương một hồi. Đệ tử dược cốc còn lại cũng đều bắt đầu chữa thương. Dù sao, trạng thái hiện tại của bọn họ, coi như là đi ra ngoài, cũng không giúp được Sở Trần. Tống Nhan lao ra ngoài, dương mắt nhìn lại. Võ giả các môn các phái tập trung bên bờ Tống Hồ. Trên cọc hoa mai, Sở Trần chắp tay mà đứng, gió hồ lướt qua, ánh mắt Sở Trần lạnh như băng như đao, nhìn chăm chú vào rất nhiều võ giả. Tiểu nhân nổi tiếng, các môn phái liên thủ mà đến, tự tiện xông vào Tống gia, lấy lý do hay, thịnh tình không thể từ chối. Muốn đoạt vật của người khác, còn có thể vô sỉ hô ra chuyện vui cả thiên hạ. Sở Trần, cần gì phải coi trời bê ằng vung đâu. Đặng Kiệt Hổ nhìn chằm chằm Sở Trần, híp cười nói, võ giả thiên hạ đều chờ mong thiên cơ huyền trận của ngươi. Sở Trần nhàn nhạt đáp lại, nếu võ giả thiên hạ đều chờ mong vợ của ngươi, ngươi có phải cũng muốn thiên hạ vui hay không? Dù sao võ giả thiên hạ thịnh tình không thể từ chối. Nụ cười trên khuôn mặt Đặng Kiệt Hổ nhất thời biến mất, chợt trở nên ngưng động lại, ánh mắt dần dần toát ra sát khí. Sở Trần lại ở trước mặt võ giả các môn các phái, đối với hắn nói ra lời nhục nhã như vậy. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Sở Trần lắc đầu, ta sẽ không chờ mong. Đặng Kiệt Hổ nhảy lên, đứng ở cọc hoa mai, người đang muốn chết. Đặng Kiệt Hổ toàn thân sát khí đằng đằng, đôi mắt thần phảng phất tùy thời đều cắn nuốt Sở Trần. Ta sai rồi, Sở Trần ngoài dữ liệu nhanh chóng nhận tội, nhận sai nói, ta cũng có thể chờ mong mới đúng. Đặng Kiệt Hổ phản ứng lại, nén giận xuất khích, chân đạp cọc hoa mai, thi triển tinh hà quyền, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Đường đường là võ đạo tông sư phái Bắc Đẩu, thành danh nhiều năm, hắn bất luận đi tới đâu, đều là cao nhân tiền bối các môn phái sùng kính. Long Hổ Song Hiệp, càng là danh chấn giới võ giả. Tốc độ của Đặng Kiệt Hổ quá nhanh, thoạt nhìn thân thể khôi ngô hùng tráng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của mình, dựa theo thanh âm kinh hô của đông đảo người, Đặng Kiệt Hổ cường thế trùng kích Sở Trần. Sở Trần không còn lý trí, lại dám chọc giận tiền bối Đặng Kiệt Hổ. Những lời đó cũng may hắn dám nói ra miệng, nghe nói, phu nhân của tiền bối Đặng Kiệt Hổ từng là diễm nữ nổi danh trong giới võ giả,
khụ khụ, khó trách tiền bối Đặng Kiệt Hổ phản ứng lớn như vậy. Ta chưa bao giờ nghĩ đến phu nhân của Đặng tiền bối, căn bản không biết cô ấy tên là Thiệu Diễm Diễm, 36 tuổi, cao 1m71, nặng 50kg, thích mặc váy đỏ, càng không biết chuyện khác của cô ấy. Đương nhiên, võ giả nói những lời này chỉ là ở xa xa cùng một đồng bạn của mình hạ thấp thanh âm mở miệng. Ta đoán Sở Trần trong vòng 5 chiêu sẽ bại. 5 chiêu sau đó, có người cảm giác mặt mũi không nhìn được, dự đoán thất bại, lúc này như đinh chém sắt nói, Đặng tiền bối chính là cường giả thành danh nhiều năm. 5 chiêu đầu tiên là bởi vì còn chưa thích ứng chiến đấu trên cọc hoa mai, cho nên, trong vòng 10 chiêu, Sở Trần sẽ bại. Không ít người phụ họa gật gật đầu, phân tích có lý, 10 phút sau, Sở Trần cũng không lộ ra bất kỳ bại trận nào, thân ảnh của anh ở trên cọc hoa mai, giống như liễu nhụy phiêu diêu, tiêu sái tự nhiên. Bên bờ hồ Tống, xung quanh cọc hoa mai, võ giả các môn các phái tụ tập, lúc này hai mặt nhìn nhau, ánh mắt khó nén vẻ chấn động. 10 phút, đừng nói là 10 chiêu, cho dù là 20 chiêu cũng có, nhưng bước chân Sở Trần như quỷ mị đi lại trên cọc hoa mai, tránh thoát thế tấn công của Đặng Kiệt Hổ hết lần này đến lần khác, thoải mái tự nhiên. Phải biết rằng, Đặng Kiệt Hổ chính là tông sư phái Bắc Đẩu thành danh đã lâu, so sánh ra, thanh danh của Sở Trần trong giới võ giả, chỉ có bắt đầu ở trận chiến ở Hương Sơn, mới thật sự ở võ giả giới bắt đầu truyền ra, một võ giả trẻ tuổi như vậy, trong mắt người khác. Ở trong tay Đặng Kiệt Hổ căn bản không đi được 10 chiêu, Đặng Kiệt Hổ chỉ dựa vào khí thế là có thể áp chế Sở Trần không thở nổi. Thế nhưng, cũng không có. Sở Trần ứng phó thành thạo. Tôi không nhìn lầm chứ, tôi cũng là từ Hương Sơn tới đây, nhưng mấy ngày trước khi Sở Trần ở Hương Sơn, rõ ràng mới là tiên thiên võ giả. Nghe nói mấy ngày trước đội ngũ đại diện võ giả Hương Sơn xông vào Thiền Thành, muốn bắt Sở Trần ở thời khắc mấu chốt đột phá tới cảnh giới võ đạo tông sư. Sau đó đánh tan đội ngũ đại diện võ giả Hương Sơn. Nhưng mới mấy ngày, cho dù là vừa mới đột phá tới cảnh giới võ đạo tông sư, cũng không có khả năng chống lại Đặng tiền bối chứ. Vừa rồi trong đại sảnh mấy võ đạo tông sư dược cốc, thậm chí căn bản không cần Đặng tiền bối xuất thủ, những người khác liên thủ đều có thể giải quyết. Long Hổ song hiệp phái Bắc Đẩu, cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng lẽ cấp bậc thiên cơ huyền trận có thể tạo ra động tiên, vượt xa tưởng tượng của chúng ta? Thần châu khắp nơi, đương nhiên hình thành động tiên có sự khác biệt rất lớn. Nơi tuyển tông môn của các thế lực lớn trong giới võ giả đều lấy động tiên làm cơ sở. Nhưng giới võ giả hiện nay, được công nhận là mấy động tiên tốt nhất, đến từ cửu huyền môn, phái Bắc Đẩu và mấy tông phái siêu cấp, nhưng động tiên trong tông phái, cũng không phải thời khắc đều có, một tháng có thể có một tuần sinh ra hiệu quả động tiên, đã xem như cực tốt. Cho đến nay không ai tìm được bất kỳ một chỗ nào. Một năm 365 ngày đều là động tiên. Giới võ giả chia động tiên thành ba hạng, thượng, trung, hạ. Trong lòng võ giả mỗi thời mỗi khắc đều là động tiên, là thuộc về siêu phẩm, chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Giả thiết một chút, nếu Sở Trần thật sự có thể bố trí thiên cơ huyền trận, tạo ra động tiên, vậy chẳng phải là có nghĩa, hắn mỗi ngày bố trí một thiên cơ huyền trận, cũng tương đương, Sở Trần có thể tạo ra siêu phẩm động tiên. Bỗng nhiên có người kinh hô thành tiếng. Hô hấp thoáng cái dồn dập, ánh mắt càng trở nên nóng rực. Siêu phẩm động tiên, điều đó có nghĩa là gì? Mỗi một ngày tu hành, đều lắp đặt máy tăng tốc, ngay cả thời gian kỹ năng làm lạnh cũng không cần, mỗi ngày đều mở rộng chiêu. Khó trách, mấy ngày trước, Sở Trần vẫn là tiên thiên võ giả, tuy rằng tư chất rất cao, cũng chưa nói đến quá mức kinh diễm, nhưng hiện tại, trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể ở dưới tay Đặng Kiệt Hổ tiền bối kiên trì bất bại lâu như vậy. Thật là không hợp lẽ thường. Nếu là tôi cũng làm. Đặng tiền bối nói rất đúng, sáng ra động tiên, là chuyện vui cả thiên hạ, Sở Trần tự mình giấu giếm, quả thực quá ích kỷ. Càng tức giận chính là, Sở Trần lại còn lấy vợ của Đặng tiền bối đến phản kích, vậy có thể giống nhau sao? Nếu như chia sẻ phu nhân có thể đổi lấy siêu phẩm động tiên, vậy tôi, thanh âm nghị luận đột nhiên dừng lại, rất nhiều người nhao nhao ghé mắt nhìn tên gia hỏa nói ra lời kinh người này. Cao Trấn Long cau mày, nhìn hai bóng người trên cọc hoa mai, trầm giọng mở miệng, Kiệt Hổ, xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Đường đường là một trong Long Hổ song hiệp của phái Bắc Đẩu, trước mắt bao người chậm chạp không có cách nào bắt được Sở Trần, ở trước mặt Cao Trấn Long, điều này rất mất mặt. Đặng Kiệt Hổ chân đạp thất tinh bộ, thân ảnh xuyên qua cọc hoa mai, đối phương cũng không tính là rộng rãi, nhưng Sở Trần lại mỗi một lần đều tránh thoát công kích của hắn. Đang lúc Đặng Kiệt Hổ muốn thi triển võ thuật cường đại hơn để đối phó Sở Trần,
lại đột nhiên phát hiện, Sở Trần sau một lần né tránh, lựa chọn phản kích. Quả nhiên vẫn còn quá trẻ. Đặng Kiệt Hổ âm thầm mừng thầm, thân pháp Sở Trần quá mức thần kỳ, nếu một mực tránh né mà nói, muốn đánh hạ cọc hoa mai của hắn cần hao phí càng nhiều tâm tư, nhưng Sở Trần nếu ngược lại còn muốn giành thắng lợi, vậy không thể nghi ngờ là bại lộ bản thân quá nhiều trước mặt Đặng Kiệt Hổ. Rất tốt, Đặng Kiệt Hổ thầm kêu một tiếng, tinh hà quyền đánh ra, lực đuổi Sở Trần. Sở Trần cũng muốn suy nghĩ một chút thực lực của mình hiện giờ so sánh với võ đạo tông sư cường đại như thế nào, tay nắm quyền kinh, lực tựa như đá lở oanh kích mà ra, trùng trùng điệp điệp cùng Đặng Kiệt Hổ va chạm cùng một chỗ. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau, cũng không có ngã xuống, vững vàng rơi vào cọc hoa mai. Thanh âm ồ lên bốn phía, thân sắc một đám võ giả vô cùng chấn động. Sở Trần có thể tránh thoát công kích của Đặng Kiệt Hổ, bọn họ có chuẩn bị tâm lý, đều biết Sở Trần thân mang thân pháp thần kỳ, nếu muốn đánh bại Sở Trần cũng không dễ dàng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực cứng rắn của Sở Trần, lại cũng không dưới Đặng Kiệt Hổ. Làm sao có thể, ngay cả Cao Trấn Long cũng thốt ra. Hắn so với bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ thực lực của Đặng Kiệt Hổ, nếu như võ đạo tông sư chia làm trước, giữa, sau cùng đỉnh cao, như vậy, Đặng Kiệt Hổ là võ đạo tông sư giai đoạn sau thật sự. Phải biết rằng, Sở Trần mấy ngày trước vừa mới bước vào cấp độ võ đạo tông sư, làm sao có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi, liền từ giai đoạn trước của võ đạo tông sư vào tới giai đoạn sau. Tuyệt đối không thể, thế gian sao lại có thiên kiêu như vậy? Nếu thật sự có, những người còn lại trong giới võ giả kia chẳng phải đều là phế vật sao? Coi như là siêu phẩm động tiên, cũng không có khả năng trong vòng vài ngày ngắn ngủi, có thể khiến thực lực của Sở Trần có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Điều này, tất cả họ đều tin tưởng mạnh mẽ, nhưng mà, cũng không có cách nào giải thích, Sở Trần vì sao cường đại đến mức này. Lại đến, Sở Trần đã một lần nữa xông về phía Đặng Kiệt Hổ. Anh trong lòng đã có dự tính, chỉ luận cảnh giới, mấy ngày nay, không chỉ là tu hành ở động tiên, còn có công lực tinh tiến trong một đêm không giải thích được, cùng với vừa mới tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật, rất nhiều cơ duyên trồng chất, Sở Trần có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi, trực tiếp bước vào giai đoạn giữa võ đạo tông sư, nhưng anh có thể bộc phát ra sức mạnh, có thể sánh ngang với võ đạo tông sư giai đoạn sau. Cho nên anh có thể cứng rắn đánh Đặng Kiệt Hổ. Bịch, 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 nếu như nói lần đầu tiên còn có thể là Đặng Kiệt Hổ khinh địch mà nói, Sở Trần dùng hành động thực tế để giải thích cái gì gọi là thiếu chủ cửu huyền, tuyệt đại thiên kiêu, liên tục đánh, Sở Trần chẳng những không có rơi vào thế hạ phong, ngược lại lực áp Đặng Kiệt Hổ một bậc, không biết trong lúc đó Đặng Kiệt Hổ thế nhưng lại lui lại. Dựa theo một trận thanh âm kinh hô của mọi người, dưới chân Đặng Kiệt Hổ đột nhiên trống rỗng, cả người toát mồ hôi lạnh, thân thể nhảy lên, rơi vào một bên cọc hoa mai, hắn đã đến rìa của cọc hoa mai. Đặng Kiệt Hổ khó có thể tin, chấn động nhìn Sở Trần. Chỉ bằng một mình hắn, không phải là đối thủ của Sở Trần. Theo Đặng Kiệt Hổ suýt nữa ngã xuống cọc hoa mai, đám võ giả ở đây lại phát ra một tiếng than sợ hãi. Bọn họ tuy rằng tận mắt chứng kiến trận chiến này, cũng đều có chuẩn bị tâm lý, Đặng Kiệt Hổ có lẽ sẽ bại Sở Trần, nhưng khi thật sự nhìn thấy Đặng Kiệt Hổ bị Sở Trần oanh kích đến bờ cọc hoa mai, vẫn nhịn không được sợ ngây người. Không ai có thể nghĩ tới, một võ giả mới nổi, có thể dùng tư thái sắc bén như vậy, trấn áp võ đạo tông sư thành danh đã lâu. Sở Trần Hoành không xuất thế làm mới nhận thức của tất cả mọi người. Lúc này, lại có người không thể tránh khỏi đặt công lao ở siêu phẩm động tiên, đồng thời khiếp sợ, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng kích động. Bọn họ cũng khát vọng mình có thể có một ngày, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bay ngút trời. Chỉ cần Sở Trần giao ra cách tạo của thiên cơ huyền trận, tất cả chúng ta đều có cơ hội, trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Từng đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Sở Trần. Bất luận như thế nào, nhất định phải để cho Sở Trần giao ra thiên cơ huyền trận. Chuyện vui cả thiên hạ, tuyệt đối không thể để cho Sở Trần một mình hưởng thụ. Ngay cả mấy võ tăng thoạt nhìn thần sắc không gợn sóng kia, lúc này cũng đều động tâm, nhìn chằm chằm Sở Trần. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của động tiên. Nhưng chiến đấu trên cọc hoa mai vẫn chưa dừng lại, Sở Trần hiện giờ chiếm hết thượng phong, càng thêm hăng hái, thi triển tiêu giao du trưởng pháp, trưởng phong tiêu giao, mạnh mẽ, lực đạo mãnh liệt, trùng kích Đặng Kiệt Hổ đến khổ không thể tả. Long hổ song hiệp bắc phái đầu, xưa nay như hình với bóng, cùng tiến lùi. Cao Trấn Long hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên, nhảy lên cọc hoa mai. Các võ giả nhất thời nín thở. Trước giờ khắc này, không ai nghĩ tới. Đối phó với một thanh niên Sở Trần,
lại còn cần long hổ song hiệp phái bắt đầu liên thủ. Trên cọc hoa mai, một long một hổ, một trái một phải, đối đầu với Sở Trần. Gió hổ thổi qua, hai người thần giao cách cảm, đồng thời phát động công kích. Hai đại tông sư cường giả giai đoạn sau, thực lực liên hợp lại càng là uy lực cường đại. Long hổ song hiệp liên thủ thi triển ra võ công, là một môn tuyệt học của phái Bắc Đẩu, song tinh ánh nguyệt. Thuật hợp kích cao cấp nhất trong giới võ giả, Cao Trấn Long và Đặng Kiệt Hổ ít nhất hợp tác hơn 30 năm, mỗi một phối hợp giữa bọn họ càng thêm hoàn mỹ không có khuyết điểm. Đồng thời phát động tiến công trong nháy mắt, thế tấn công kín không kẽ hở cũng đã vững vàng bao trùm Sở Trần lại. Nếu không phải Sở Trần tinh thông thân pháp nghênh phong liễu bộ, chân đạp cọc hoa mai, nhanh chóng tránh né, dưới một kích này, chỉ sợ liền chống đỡ không nổi. Thật không hổ là long hổ song hiệp, vô số người đều đang chấn động thán, nhìn chằm chằm chiến đấu trên cọc hoa mai, long hổ song hiệp vừa ra tay tựa hồ đã không muốn cho Sở Trần đường sống đánh trả, đồng thời phát động công kích, song tinh ánh nguyệt thuật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một lần lại một lần công kích tinh xảo vô cùng khiến người ta liên tục tán thưởng. Tống Nhan cũng đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương nhìn trận chiến này. Hy vọng Sở Trần có thể đánh bại long hổ song hiệp. Nhưng cũng không có ai cảm thấy, Sở Trần có thể làm được điểm này. Bỗng nhiên, Sở Trần lại một lần nữa triển khai phản kích, thi triển ra là quyền thuật thái cực, tứ lạng bạt thiên cân, ý đồ muốn lấy nhu thắng cương, đối phó long hổ song hiệp cương mãnh trùng kích. Không Hạc đại sư hai tay khép lại, nhìn như bình tĩnh khoanh chân ngồi yên, nhưng lực chú ý chưa từng rời khỏi cuộc chiến trên cọc hoa mai. Lúc này, Không Hạc đại sư nhìn không được âm thầm cảm thán, không nghĩ tới, cửu huyền môn lại ở thời điểm cực kỳ hưng thịnh, còn xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, nếu thật sự để cho hắn trưởng thành như vậy, giới võ giả, chỉ sợ thật sự muốn sinh ra thánh địa. Không Hạc đại sư thần sắc trang trọng vô cùng, giới võ giả, có hai đại trận doanh là đại phái chính thống và phái kỳ môn. Đại phái đệ nhất kỳ môn, cửu huyền môn, ba đại siêu cấp tông môn của đại phái chính thống, phái Bắc Đẩu, Đạt Ma Sơn, cùng với Chiến Long Đảo. Tất cả điều này được công nhận, nhưng chưa từng có một cách nói được công nhận, môn phái nào mạnh nhất. Môn phái mạnh nhất giới võ giả, chính là thánh địa của giới võ giả. Hiện giờ xem ra, cửu huyền môn rất có khả năng sau khi Sở Trần trưởng thành, nhảy vọt trở thành thánh địa giới võ giả. Mi mắt Không Hạc đại sư lóe lên một đạo quang mang sắc bén, thánh địa chỉ có thể là Đạt Mị Ảnh Sơn. Trên cọc hoa mai, Cao Trấn Long và Đặng Kiệt Hổ nhìn nhau, thánh địa chỉ có thể ở phái Bắc Đẩu. Suy nghĩ của bọn họ giờ phút này gần như giống với Không Hạc đại sư. Hơn nữa, bọn họ đều tin, Sở Trần có thể có biểu hiện xuất sắc như vậy, hoàn toàn hưởng lợi từ siêu phẩm động tiên. Chỉ cần bọn họ cũng có thể tạo ra siêu phẩm động tiên, bọn họ cũng có thể nghênh đón bước nhảy vọt. Ánh mắt của hai đại võ đạo tông sư lướt qua một đạo nóng rực. Bọn họ đã hoàn toàn đổi lại năng lực thiên phú của mình, mới đánh tới võ đạo tông sư giai đoạn sau. Siêu phẩm động tiên đối với bọn họ mà nói, chính là hy vọng. Đột phá đến võ đạo tông sư đỉnh phong, thậm chí là, khí tức cảnh. Cho nên hôm nay, nhất định phải bắt Sở Trần. Oanh, 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 Sở Trần sau khi thử mấy chiêu thái cực, quyết đoán buông tha, đối mặt với thế tấn công của long hổ song hiệp phái Bắc Đẩu, võ công tầm thường căn bản khó có thể có hiệu quả. Bỗng nhiên, thân ảnh Sở Trần giống như kim xà quấn tơ, xông về phía Đặng Kiệt Hổ. Cửu huyền bí pháp tái hiện nhân gian. Đặng Kiệt Hổ cảm nhận được uy lực của đợt tấn công này của Sở Trần, cũng không kích động, nếu chỉ có một mình hắn mà nói, có lẽ rất khó ứng đối, nhưng hiện tại, có Cao Trấn Long ở bên cạnh, Đặng Kiệt Hổ tự tin 10 phần. Quả nhiên, khi Sở Trần công kích Đặng Kiệt Hổ, thế tấn công của Cao Trấn Long trực tiếp xuất hiện sau Sở Trần. Thuật hợp kích há có thể dễ dàng bị phá giải như vậy. Sở Trần xoay người, một quyền đánh ra, Cao Trấn Long hét lớn một tiếng, giơ quyền nghênh đón. Sở Trần lấy một địch hai, dưới tình huống người bên ngoài thấy long hổ song hiệp liên thủ, hình ảnh Sở Trần thất bại không thể nghi ngờ, cũng không có xảy ra. Dần dần, ánh mắt không ít người toát ra chấn động nồng đậm, bọn họ cũng không thấy sau khi Cao Trấn Long ra tay, Sở Trần rõ ràng rơi vào hạ phong, ngược lại, Sở Trần càng đánh càng dũng mãnh, sức lực một mình, đối kháng long hổ song hiệp phái Bắc Đẩu, thỉnh thoảng phản kích làm long hổ song hiệp mệt mỏi ứng đối. Thực lực của hắn, không ai chú ý tới, trong cửa sổ tầng 3 của một tòa biệt thự của trang viên Tống gia, có một đôi mắt một mực nhìn chăm chú vào chiến đấu trên cọc hoa mai. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ, đeo mặt nạ màu tím, đôi môi mỏng như đôi cánh, đẹp không thể tả xiết, khiến ngọ y ta có cảm giác đẹp mê hồn.
Đạo tặc Hỏa Yến, Liễu Như Nhạn sớm đã lặng yên vô tức lẻn vào biệt thự Tống gia, khi nhìn thấy Long Hổ Song Hiệp phái bắt đầu công kích Sở Trần, Liễu Như Nhạn theo bản năng muốn ra tay, lấy thân phận đạo tặc Hỏa Yến, nhưng mà, lại không ngờ, Sở Trần lại chống lại hai đại tông sư mà không rơi vào thế hạ phong. Liễu Như Nhạn có thể nói là một trong những người hiểu rõ thực lực của Sở Trần nhất, thời điểm ở thành phố Riyadh, cô từng cùng Sở Trần liên thủ xông vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, biết thực lực cực hạn của Sở Trần, nhưng không nghĩ tới, hôm nay thấy Sở Trần ra tay, Sở Trần lại trưởng thành đến mức này. Cho dù mỗi ngày ngâm mình trong động tiên, cơ hồ không có khả năng làm được. Sở Trần mấy ngày nay, còn có tế ngộ cô không biết. Con người Liễu Như Nhạn tập trung trên người Sở Trần, trên người tiểu tử này còn cất giấu không ít bí mật, cô phải nghĩ cách khai thác. A-di-đà Phật, bỗng nhiên, một tiếng niệm Phật, từng đạo võ tăng mặc áo cà sa nhảy lên cọc hoa mai. Cảnh tượng này khiến không ít người xôn xao. Không Hạc đại sư đây là muốn làm gì? Hôm nay đi tới biệt thự Tống gia, người mạnh nhất phái Bắc Đẩu chính là Long Hổ Song Hiệp, mà võ tăng mạnh nhất Đạt Ma Sơn, không thể nghi ngờ chính là Không Hạc đại sư, ý của Không Hạc đại sư là muốn liên thủ với Long Hổ Song Hiệp. Sở Trần, còn chơi như thế nào? Các người chơi không nổi phải không? Mọi người có chú ý tới tên của ba đại cường giả hay không? Long Ngâm Hổ Gầm Hạc ngút trời, Sở Trần lâm nguy rồi. Lúc này, bên bờ Tống Hò, có võ giả có hứng làm thơ quá độ, cười ha ha một tiếng, Long Ngâm Hổ Gầm Hạc ngút trời, trên cọc hoa mai một một phi trần. Lời vừa dứt, nhất thời có người vỗ tay phụ họa, cười nói, hai chữ phi trần dùng thật sự quá mức chuẩn mực, hiện tại Sở Trần đứng trên cọc hoa mai, giống như hạt bụi, hắn mạnh hơn nữa, cũng không địch lại tam đại cường giả liên thủ đi. Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đẩu, Đạt Ma Sơn Không Hạc đại sư. Sở Trần hôm nay có thể để cho hai đại siêu cấp thế lực này liên thủ, đủ để tự ngạo, còn thiếu Chiến Long Đảo. Nói đến kỳ lạ, vì sao không thấy Chiến Long Đảo có bất kỳ động tĩnh gì? Chuyện lớn như vậy, tôi không tin Chiến Long Đảo sẽ không nhận được tin tức, chẳng lẽ Chiến Long Đảo muốn ngồi ngư ông thủ lợi? Vốn là chuyện vui cả thiên hạ, nói cái gì ngư ông thủ lợi, quá khách khí rồi. Từ thời khắc Không Hạc đại sư Đạt Ma Sơn nhảy lên cọc hoa mai, trong mắt người khác, chiến đấu cũng đã kết thúc. A-di-đà Phật, Không Hạc đại sư chậm rãi nói, Sở thí chủ, thiên cơ huyền trận xuất hiện là tin vui của toàn bộ võ giả giới, lấy tư lợi của bản thân, coi thường tương lai của võ giả giới, cho dù là sư môn tiền bối của cậu, cũng sẽ không đồng ý. Ngược lại không bằng, dĩ hòa vi quý, giao ra cách bố trí thiên cơ huyền trận, đây cũng là một loại hành thiện tích đức, tương lai tất có phúc. Sở Trần nhướng mày lên, Không Hạc đại sư đúng chứ? Chỉ bằng ông công khai Đạt Ma Tâm Kinh của Đạt Ma Sơn cho mọi người trước, phổ độ chúng sinh, tâm thiện tích đức, tôi tin, bởi vì nghĩa lớn của Không Hạc đại sư, Đạt Ma Sơn tương lai, nhất định sẽ trở thành thánh địa được giới võ giả công nhận. Thần sắc Không Hạc đại sư không thay đổi, song trường khép lại, Đạt Ma Tâm Kinh, người có duyên thì được, không thể cưỡng cầu. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sở Trần nhàn nhạt chắp tay mà đứng, cũng như vậy, thiên cơ huyền trận, người có duyên thì được, không thể cưỡng cầu. Nói xong, ánh mắt Sở Trần nhìn xung quanh một cái, các người phải nghe đạo lý của cao tăng Đạt Ma Sơn nhiều hơn, không thuộc về cơ duyên của các người, mạnh mẽ tranh đoạt, làm trái ý trời, sẽ bị trời phạt. Lời vừa dứt, võ giả ở đây nhao nhao xôn xao, chợt đều tức giận nhìn Sở Trần. Hoàn toàn là nói bậy, Không Hạc đại sư chắp tay. Từ từ mở miệng đáp lại, Đạt Ma Tâm Kinh cùng thiên cơ huyền trận ý nghĩa hoàn toàn khác, cũng không thể lẫn lộn với nhau, lời này của Sở thí chủ sai rồi. Bên cạnh cọc hoa mai, còn có võ giả trực tiếp mở miệng, Không Hạc đại sư, không cần nói nhiều với hắn nữa, chỉ cần bắt Sở Trần, hắn đương nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra thiên cơ huyền trận. Đúng vậy, đối với một người ích kỷ như vậy, nói nhiều vô ích. Vì sự phồn vinh phát triển của toàn bộ giới võ giả, phái Bắc Đẩu và Đạt Ma Sơn liên thủ đánh địch. Đây chắc chắn sẽ trở thành một chuyện mọi người ca tụng của giới võ giả. A-di-đà Phật, Không Hạc đại sư ánh mắt nhìn về phía Sở Trần, cọc hoa mai dưới chân bỗng nhiên đứt gãy ra, thân ảnh hóa thành một đạo tàn phong, đảo mắt liền lướt tới trước mặt Sở Trần. Võ tăng Đạt Mị Ảnh Sơn, tầm mắt Sở Trần híp lại, anh chưa bao giờ tiếp xúc qua võ tăng Đạt Ma Sơn, nhưng cũng ít nhiều có chút hiểu rõ công phu của Đạt Ma Sơn, lấy Đạt Ma Tâm Kinh làm cơ sở, rất nhiều tuyệt học võ công đều đi theo con đường cương mãnh bá đạo. Giờ phút này Không Hạc đại sư thi triển ra quyền pháp, tên là Kim Cương Quyền. Ngay trong nháy mắt Không Hạc đại sư thi triển Kim Cương Quyền,
Cao Trấn Long cùng Đặng Kiệt Hổ ánh mắt nhìn nhau một cái, thần giao cách cảm, đồng thời một trái một phải nhào về phía Sở Trần. Ba đại cao thủ vây công Sở Trần. Trên cọc hoa mai, ba đạo thân ảnh khi thì tụ lại, khi thì tách ra, cọc hoa mai dưới chân thỉnh thoảng phát ra thanh âm bạo liệt, dưới lực trùng kích cường đại, đứt gãy vỡ vụn thậm chí hóa thành bột phấn. Không bao lâu sau, trong nháy mắt một cọc hoa mai cuối cùng dưới chân Sở Trần bị đánh nát, kim bạc trong tay Sở Trần quang mang lóe ra, bắn ra bốn phương tám hướng. Bất động minh vương, Không Hạc đại sư hai tay khép lại, trên người tràn ngập kim sắc quang mang nhàn nhạt, vô số kim bạc bắn lên người hắn, phát ra tiếng vang thanh thúy, không có một cây kim bạc nào có thể xuyên thủng phòng ngự của Không Hạc đại sư. Bất động minh vương kim thân thuật của Đạt Ma Sơn, đông đảo võ giả kinh hô thành tiếng, ánh mắt rõ ràng mang theo kích động nóng rực. Bất động minh vương kim thân thuật của Đạt Ma Sơn, được xưng là trần phòng ngự của giới võ giả, nếu như có thể tu luyện bất động minh vương kim thân thuật đến cực hạn mà nói, đó chính là tương đương với một minh vương bất động thật sự, vạn vật không thể lay chuyển. Đương nhiên, Không Hạc đại sư còn xa mới đạt tới cấp độ kia, nhưng mặc dù như vậy, vẫn dễ dàng ngăn trở kim bạc của Sở Trần. Sở Trần cũng đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Không Hạc đại sư, trong đầu toát ra suy nghĩ đầu tiên là, ngày nào đó để Liễu tỷ tỷ đến Đạt Ma Sơn một chuyến, thuận tay mang bất động minh vương kim thân thuật về, phòng ngự như vậy thật sự khiến người ta động tâm. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, Không Hạc đại sư ngăn cản kim bạc, Long Hổ song hiệp phái Bắc Đẩu cũng thông qua thủ đoạn của mình ngăn trở công kích kim bạc của Sở Trần, mặc dù không có minh minh vương kim thân thuật, nhưng bọn họ tự hỏi tuyệt học phái Bắc Đẩu tuyệt đối không ở dưới Đạt Mị Ảnh Sơn. Kế tiếp, chính là thời khắc thể hiện kỹ năng của ba phương. Thằng nhai hô, còn tất cả mọi người tựa hồ đều không ý thức được, cảnh bọn họ tưởng tượng một bên ngã xuống cũng không có xảy ra, thiếu chủ Cửu Huyền Sở Trần độc chiến tông sư phái Bắc Đẩu cùng với võ tăng Đạt Ma Sơn, cũng không rơi vào thế hạ phong. Dần dần, cuối cùng có người phục hồi tinh thần, phản ứng lại. Trong mắt trợn tròn, tình hình chiến đấu trước mắt, Sở Trần còn có khả năng thắng. Không thể tin được, có võ giả môi run lên, nếu trận chiến này Sở Trần thắng, như vậy. Phái Bắc Đẩu cùng Đạt Ma Sơn, thật sự mất hết thể diện a. Sở Trần chỉ là nhân tài mới xuất hiện, nhưng bọn họ đều là tông sư võ tăng thành danh đã lâu. Sở Trần yêu nghiệt này, chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lần trước nhìn thấy yêu nghiệt như vậy, còn phải quay ngược lại mấy ngày trước, ở bãi đỗ xe phía sau đại khách sạn Hoa Đằng, Sở Trần cũng lấy một địch ba. Trong chiến đấu đột phá đến trình độ võ đạo tông sư. Oanh, 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 từng tiếng va chạm đinh tai nhức óc, chấn động lòng người, Sở Trần đã dùng hết thủ đoạn, Cửu Huyền Bí Pháp phối hợp với bùa, đây là trạng thái công kích mạnh nhất của anh. Long Hổ song hiệp phái Bắc Đẩu và võ tăng Không Hạc Đạt Ma Sơn cũng toàn lực ứng phó. Trận chiến này kéo dài nửa giờ, cái này khiến người càng thêm kinh hãi. Sở Trần đã trải qua đại chiến liên tiếp, hiện giờ lại gặp phải ba đại cường giả vây công. Theo lý thuyết, hắn tiêu hao hẳn là lớn nhất, cho dù hai bên ngay từ đầu có thể đánh nhau ngang sức, nhưng theo thời gian trôi qua, Sở Trần hẳn là dần dần xuất hiện lực kiệt mới đúng, nhưng mà cũng không có, những người còn lại cũng chú ý đến điều này. Ngược lại, Long Hổ song hiệp ngược lại dẫn đầu xuất hiện một chút hơi thở không ổn định. Sở Trần phảng phất không biết mệt mỏi, mặt như quan ngọc, thần sắc như thường, đôi mắt sáng như sao, nhìn chăm chú vào từng chi tiết của trận chiến này. Ung dung đối mặt. Oanh, Sở Trần cùng Đặng Kiệt Hổ va chạm một lần, Đặng Kiệt Hổ cảm giác eo bàn tay chấn động, nhìn chằm chằm tần suất hô hấp của Sở Trần, hắn luôn có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cao Trấn Long cũng vậy, trên người Sở Trần toát ra khí tức, khiến bọn họ cảm giác được quen thuộc. Chính sau lần va chạm này, trong đầu Đặng Kiệt Hổ kinh hãi hiện lên một ý nghĩ, tinh thần thổ nạp thuật. Ngươi, ánh mắt Đặng Kiệt Hổ mang theo không thể tin được, thanh âm phát run, ngươi. Ngươi làm sao có thể biết tinh thần thổ nạp thuật của phái Bắc Đẩu ta? Vừa dứt lời, thân hình Cao Trấn Long cũng chấn động. Không sai, chính là tinh thần thổ nạp thuật. Sở Trần vẫn duy trì nội lực dồi dào, chính là bởi vì có tinh thần thổ nạp thuật chống đỡ, làm anh một mực trong chiến đấu khôi phục nội lực. Thế nhưng, tinh thần thổ nạp thuật, cho dù là ở phái Bắc Đẩu, cũng là bí mật không truyền. Cả phái Bắc Đẩu, hiện giờ người thành công tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật, không đến 5 ngón tay. Sở Trần, làm sao có thể biết tinh thần thổ nạp thuật? Ngay khi Long Hổ song hiệp của phái Bắc Đẩu đang ngây ngẩn, Sở Trần chợt phát lực. Cường thế oanh kích, oanh, Đặng Kiệt Hổ dẫn đầu bị đánh bay ra ngoài.
Sở Trần thế không thể ngăn cản, Cao Trấn Long cũng bị đánh bay. Một kích cuối cùng, Sở Trần đối mặt với Không Hạc Đại Sư. Một kích sắc bén, Bất Động Minh Vương Kim Thân, phá. Ba đại cường giả, ba đạo thân ảnh, ẩn lượt bay ngược về phía sau. Một mình Sở Trần, Hàng Long phục hổ, bắt hạc. Tống Hồ, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên gợn sóng rất nhỏ, từ từ gợn sóng về phía xung quanh. Đông đảo võ giả vây xem bên hồ, vào giờ khắc này trực tiếp lâm vào trạng thái hóa đá, đầu óc phảng phất như trống rỗng, ngừng chuyển động, miệng theo bản năng há to, không nhúc nhích, nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở chính giữa lúc này, chắp hai tay sau lưng, lấy tư thái người thắng, khinh thường kẻ địch. Sở Trần, thắng rồi. Mọi người trêu chọc cười nhạo một hại bụi nhỏ, lại lấy sức lực một mình, Hàng Long phục hổ bắt hạc, đánh bại ba đại cao thủ. Hạt bụi nhỏ, sức mạnh lớn. Điều này là khiến người ta không thể chấp nhận được. Không Hạc Đại Sư càng thêm thật lâu chưa có phục hồi tinh thần lại, Bất Động Minh Vương Kim Thân thuật của hắn mặc dù không tu luyện đến cực hạn, nhưng hắn tự tin, dưới sự trợ giúp của Long Hổ Song Hiệp phái bắt đầu, mặc cho Sở Trần thi triển thủ đoạn, cũng không có khả năng đánh tan phòng ngự của hắn. Nhưng ai ngờ, Long Hổ Song Hiệp lại không hề báo trước mà tan tác như thủy triều, Không Hạc Đại Sư không kịp điều chỉnh, Bất Động Minh Vương Kim Thân thuật cũng trong nháy mắt bị phá, gặp phải trọng thương, đánh bay ra ngoài. Cửa sổ biệt thự cách đó không xa, đôi mắt linh động phát sáng. Sở Trần, lại hiểu được tinh thần thổ nạp thuật, Liễu Như Nhạn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tinh thần thổ nạp thuật ở trong tay cô đã rất lâu, nhưng cô lại thật lâu không có cách nào hiểu được, dù sao đây cũng là nội công tâm pháp khó tu luyện nhất phái Bắc Đầu. Trong phái Bắc Đầu, có hạng người có tư chất tự nhiên xuất sắc, khổ sở tìm hiểu 10 năm rưỡi, mới có cơ hội ngộ ra tinh thần thổ nạp thuật. Liễu Như Nhạn đương nhiên không có khả năng đều đặt khổ công ở tinh thần thổ nạp thuật, cô tin Sở Trần cũng sẽ không, dù sao cửu huyền bí pháp của Sở Trần luyện đến cực hạn, không kém tinh thần thổ nạp thuật, chỉ có thể nói, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Nhưng mà, Sở Trần lại có thể hiểu được tinh thần thổ nạp thuật. Điều này có nghĩa là thiên phú của Sở Trần trên võ học, thật sự yêu nghiệt đến cực điểm. Phải biết rằng, bản thân Liễu Như Nhạn cũng là kiều nữ của trời, cô thân kiêm tuyệt học các nhà. Phần lớn chiêu thức công pháp, cô đều vừa nhìn liền thấu. Nhay hô, còn đương nhiên, vào giờ khắc này, cô không thể không thừa nhận, trên lĩnh vực này, thiên tài rất nhiều, nhưng Sở Trần, dẫn đầu độc chiếm. Tinh thần thổ nạp thuật, đến trong tay hắn, đó mới chỉ có mấy ngày, còn người Liễu Như Nhạn đột nhiên co rụt lại, cô cũng không quên, trước khi giao ra tinh thần thổ nạp thuật, cô còn giả một môn công pháp khác thành tinh thần thổ nạp thuật giao cho Sở Trần. Đó là công pháp thần bí khó lường hơn tinh thần thổ nạp thuật. Giới võ giả chưa từng có người tu luyện thành công, thậm chí ngay cả những người từng nghe qua môn công pháp này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đạo môn nhiếp sinh công. Hắn chẳng lẽ, hai má Liễu Như Nhạn bỗng nhiên hồng lên. Từ thực lực Sở Trần trước mắt bày ra mà xem, hắn thật sự rất có khả năng là trong thời gian ngắn, ngoại trừ siêu phẩm động tiên trận ra, còn liên tục thông qua tinh thần thổ nạp thuật cùng với đạo môn nhiếp sinh công tăng lên thực lực của mình. Chỉ có như vậy, Sở Trần mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, liên tục đánh bại cường địch. Nhưng, đây có phải cũng có nghĩa là, Sở Trần đã biết, cô lúc trước giao đạo môn nhiếp sinh công cho Sở Trần, là một môn công pháp như thế nào? Liễu Như Nhạn cảm giác khuôn mặt nóng lên, bên bờ hồ Tống, Đặng Kiệt Hổ lúc này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Trần, ánh mắt lạnh như băng, mang theo chất vấn, người ở nơi nào trộm học tinh thần thổ nạp thuật của phái Bắc Đầu ta? Lời vừa dứt, bốn phía xôn xao, trộm học võ học phái khác, đó là một điều tối kỵ trong giới võ giả. Một khi phát hiện, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Trong đại hội giao lưu võ giả Hương Sơn, các phái thảo phạt đạo tặc Hỏa Yến, cũng là bởi vì, đạo tặc Hỏa Yến trộm cắp tuyệt học các phái. Khi Đặng Kiệt Hổ nói ra những lời này, rất nhiều người theo bản năng liên hệ Sở Trần với đạo tặc Hỏa Yến. Chẳng lẽ, Sở Trần chính là đạo tặc Hỏa Yến? Có người kêu lên, không ít người trong lòng đồng thời chấn động. Nhìn Sở Trần, càng nhìn càng giống như đạo tặc Hỏa Yến. Không có một tia phòng bị, cái nồi đen lớn bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Trần, Liễu tỷ tỷ trước cửa sổ cũng kinh ngạc, vội vàng lẩm bẩm, là hắn chính là hắn. Cô không ngại Sở Trần cõng trên lưng danh hiệu đạo tặc Hỏa Yến này. Chẳng trách nơi nào có đạo tặc Hỏa Yến xuất hiện, liền có Sở Trần. Nghe nói, đạo tặc Hỏa Yến từng trợ giúp Sở Trần bắt người trộm tranh, hiện tại xem ra, ha ha. Lúc Sở Trần đến thành phố Riyadh, đạo tặc Hỏa Yến cũng từng xuất hiện ở trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp ở thành phố Riyadh. Đạo tặc Hỏa Yến cũng giống như Sở Trần, tinh thông tuyệt học các nhà.
Trong đại hội giao lưu võ giả Hương Sơn, thời điểm các môn phái thương nghị thảo phạt đạo tặc Hỏa Yến, Sở Trần xuất hiện, hơn nữa còn gây sự. Tôi không tin, tất cả điều này sẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng rồi, đạo tặc Hỏa Yến ngoại trừ bí kíp võ công ra, chuyên trộm tranh chữ, mà Sở Trần, không cần tôi phải nói sâu. Có người ngược lại hít khí lạnh, Sở Trần che giấu thật sâu. Ánh mắt Sở Trần đảo qua mọi người. Trải qua một phen phân tích như vậy, anh thiếu chút nữa đều cho rằng mình là đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần theo bản năng liếc mắt nhìn cửa sổ biệt thự xa xa, trong lòng Liễu Như Nhạn khẽ run lên. Sở Trần lại biết cô ở đây. Liễu Như Nhạn theo bản năng nghiêng người. Lúc này, một biệt thự khác, một bộ phận người dược cốc sau khi điều tức, khôi phục không ít, dưới sự dẫn dắt của Kiều Thương Sinh lao ra. Khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Kiều Thương Sinh sửng sốt. Đây, 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 Tống Nhan chỉ ba người, bọn họ liên thủ, bị Sở Trần đánh bại rồi. Long Hổ Song Hiệp phái bắt đầu, Võ Tăng Không Hạc Đạt Ma Sơn. Trong lòng Kiều Thương Sinh chấn động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Lúc này, sắc mặt Đặng Kiệt Hổ có chút khó chịu. Hắn hùng hổ chất vấn Sở Trần, nhưng còn chưa đợi Sở Trần trả lời, mọi người đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các loại thảo luận, hiện tại đệ tử dược cốc đến, bọn họ tựa hồ quên vấn đề của mình, ngay cả Sở Trần cũng chưa có trả lời. Sở Trần ngươi nói xem, ngươi đến tột cùng có phải là đạo tặc Hỏa Yến hay không? Trong đám đông, một người lớn tiếng hỏi. Sở Trần hai tay buông ra, các người muốn nghĩ như vậy, ta cũng hết cách. Anh không phủ nhận, đó chính là ngầm thừa nhận, không ít người trong lòng đã đi đến kết luận. Thần sắc Đặng Kiệt Hổ trầm xuống, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi ở đâu học được tinh thần thổ nạp thuật của phái Bắc Đẩu? Sở Trần liếc hắn một cái, tinh thần thổ nạp thuật cái gì? Ta căn bản không biết, ta luyện chính là tinh tinh hô hấp pháp, cùng tinh thần thổ nạp thuật có liên quan gì? Ngươi, ngực Đặng Kiệt Hổ một trận kịch liệt phập phồng, tức giận đến cả người đều phát run, ngươi đang giả mồm át lẽ phải, nói năng bậy bạ. Tinh tinh hô hấp pháp cái gì, chưa từng nghe thấy. Đây rõ ràng chính là Sở Trần cố ý trêu chọc. Căn bản không để phái Bắc Đẩu vào mắt, Cao Trấn Long cũng tức giận không chịu nổi, phẫn nộ xông lên, trong tay rõ ràng lấy ra một thanh chùy thủ, đâm về phía Sở Trần. Ánh mắt Sở Trần đột nhiên lướt qua một đạo lãnh quang. Anh còn chưa bắt đầu thanh toán, Cao Trấn Long cứ như vậy không thể chờ đợi được. Lúc Sở Trần chạy về Tống gia, nhìn thấy cảnh đầu tiên, là đệ tử dược cốc tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất, lại dựa vào sự cứng cỏi của mình, nâng đỡ lẫn nhau đứng lên, bọn họ đối mặt. Là một đám sói đói, ánh mắt trêu tức nhìn bọn họ, đồng thời, đang chờ đợi Sở Trần trở về, xé xác con mồi. Chủy thủ cách Sở Trần càng ngày càng gần, ánh mắt Sở Trần lạnh lùng như đao, đột nhiên ra tay, một thức chiết mai thủ, tay không, cướp chủy thủ trong tay Cao Trấn Long đi, đồng thời đột nhiên phát lực, bẻ gãy cổ tay Cao Trấn Long, đột nhiên xuất thủ, đá Cao Trấn Long bay ra ngoài. Bịch, Cao Trấn Long đâm vào một cái cây bên hồ, lá cây bị đánh rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết, chói tai xẹt qua, Cao Trấn Long thần sắc thống khổ che cổ tay mình lại. Không ít người trong lòng rung động, ai cho các người can đảm, đột nhập vào nhà tôi. Ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm Đặng Kiệt Hổ, Long Hổ Song Hiệp, cùng tiến lùi. Khuôn mặt Đặng Kiệt Hổ biến mãnh liệt, tức giận gầm lên, Sở Trần, lấy thân phận đạo tặc Hỏa Yến, trộm tuyệt học các phái, chúng ta không cần cùng hắn giảng quy củ võ giả gì. Toàn bộ cùng nhau lên, đánh bại Sở Trần, lấy được cách bố trí thiên cơ huyền trận. Vừa dứt lời, Đặng Kiệt Hổ xông lên trước, lên, các võ tăng Đạt Ma Sơn dưới sự xuất lĩnh của Không Hạc Đại Sư cũng vọt tới. Võ giả các môn các phái còn lại thấy thế, càng hét lớn, vọt về phía Sở Trần. Chiến thuật biển người, hao tổn đến chết Sở Trần. Kiều Thương Sinh và các đệ tử dược cốc dưới sự bày mưu tính kế của Sở Trần, che chở Tống Nhan lui ra phía sau đến nơi an toàn. Tiếp theo, thời gian biểu diễn của Sở Trần, giống như gió thu quét lá rụng, đánh bay võ giả vây công anh ra ngoài. Hồ Tống yên tĩnh chưa từng thoáng cái tiếp nhận nhiều khách đến từ thiên ngoại như vậy, một đám bị Sở Trần đá bay ra ngoài, bùm bùm rơi xuống. Bất động minh vương kim thân thuật của Không Hạc Đại Sư lại một lần nữa bị Sở Trần đánh tan, hộc máu ngã xuống. Đối mặt với đông đảo võ giả vây công, Sở Trần như vào cảnh không người, một đường đẩy ngang. Chưa đầy một nén nhang. Trước mặt Sở Trần, đã không có một võ giả nào còn dám xông lên. Phần lớn võ giả xông vào Tống gia đều đã ngã xuống đất, còn lại rất ít, đang run rẩy. Còn có không ít người nhào tới trên hồ nước, đang tuyệt vọng kêu cứu. Hai câu, Sở Trần coi thường xung quanh, thứ nhất,
các người còn không phục, 3 ngày sau, ở Thanh Phong Quan, ta hoan nghênh các đại môn phái khiêu chiến. Thứ hai, còn có ai dám xông vào nhà ta, các người chính là bài học kinh nghiệm, trong vòng 10 phút, các người rút khỏi nhà ta, nếu không, Sở Trần chỉ vị trí trên cọc hoa mai ban đầu, hiện tại đã xuất hiện một cái hố lớn, ta chỉ có thể xử lý tại chỗ. Lời vừa dứt, không ít người trong nháy mắt cảm giác được da đầu tê dại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mau tới dìu tôi, cứu mạng, tôi không thể bơi nổi, còn có thể bò, cùng tôi bò đi, chỉ cần nhiều người, cũng không có ai mất mặt. Ngay cả lăn lộn, các đại môn phái, bao gồm cả phái Bắc Đẩu và Đạt Mị Ảnh Sơn, giờ khắc này đều trở nên chật vật không chịu nổi. Bọn họ không dám lấy thân thăm dò tính chân thật của câu nói cuối cùng kia của Sở Trần. Thời gian 10 phút, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Sở Trần nhìn thoáng qua cửa sổ biệt thự xa xa, mặt nạ màu tím kia sớm đã không biết biến mất từ lúc nào không thấy. Sở Trần khẽ mỉm cười, Liễu tỷ tỷ có thể chủ động đến đây, đương nhiên khiến người ta vui vẻ. Đó cũng là một lá át chủ bài trong tay Sở Trần. Thay vì luôn bị tập kích như vậy, chỉ bằng trực tiếp vạch ra đường. 3 ngày sau, một trận chiến ở Thanh Phong Quan. Sở Sư Thúc, thần sắc Kiều Thương Sinh có chút áy náy, Dược Cốc tuy rằng đến hỗ trợ, nhưng căn bản chống đỡ không nổi. Đầu tiên châm kim chữa thương cho tất cả mọi người. Sở Trần không nói nhiều, không thể rơi xuống tai họa ngầm. Sở Trần tự mình châm cứu cho mỗi một đệ tử Dược Cốc, trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế. Kể cả Kiều Thương Sinh, Sở Trần cũng châm cứu cho hắn. Sở Sư Thúc, 3 ngày sau, ánh mắt Kiều Thương Sinh rõ ràng mang theo lo lắng. Hôm nay võ giả xâm nhập Tống gia, nhất là phái Bắc Đẩu và Đạt Mị Ảnh Sơn, người tới cũng không phải là người mạnh nhất, mà là lực lượng hạch tâm trong đội ngũ Thiền Thành, người mạnh nhất, vẫn chưa đích thân đến. 3 ngày sau, Thanh Phong Quan, bọn họ nhất định toàn lực ứng phó. Huống chi, Chiến Long Đảo vẫn chưa xuất hiện, cũng nhất định cũng là một tai họa ngầm lớn. Có thể tưởng tượng được, 3 ngày sau, trên Thanh Phong Quan, Sở Trần sắp gặp phải, là một trận cuồng phong bão táp gì. Sở Trần thần sắc bình tĩnh, yên tâm đi, ta tự có tính toán. Thời gian 3 ngày, Liễu tỷ tỷ nếu như có thể như nguyện đột phá, vậy liền để các đại môn phái quỳ xuống gọi cha. Đương nhiên, Liễu Như Nhạn chưa chắc có thể đột phá đến khí tức cảnh trong vòng 3 ngày. Sở Trần đối với Trương đạo trưởng cũng cho kỳ vọng rất lớn. Trợ giúp của Cửu Huyền môn có thể kịp thời chạy tới hay không, đối với Sở Trần mà nói cũng cực kỳ quan trọng, anh trong lòng biết tình thế trước mắt, chỉ bằng sức lực của một mình anh, không có khả năng ngăn cản được các đại môn phái vây công. Hy vọng đến kịp, Sở Trần trong lòng còn có lo lắng chính là, Trương đạo trưởng không biết có thể thành công liên hệ với Cửu Huyền môn hay không. Tên đó chạy quá nhanh, biệt thự Tống gia, đám bảo vệ đang thu dọn chiến trường, trong bọn họ không ít người tận mắt chứng kiến trận chiến này, ánh mắt nhìn Sở Trần mang theo kích động nóng bỏng. Trong mắt bọn họ, Sở Trần giống như phong thần, các đại môn phái vây công, khí thế hùng hổ, cuối cùng lại bị một mình Sở Trần đánh bại, liên tục bò rời khỏi Tổng gia. Đây là cậu ba Tống gia bọn họ, mọi người vừa rồi đứng rất xa, không nhìn thấy, cậu ba chúng ta đối mặt với cường địch, khí định thần nhàn, giống như tiên thần hạ phàm, chỉ là một ánh mắt, liền dọa kẻ địch sợ tới mức tè ra quần. Tôi vừa rồi ở trên tầng thấy được, mười mấy người nhào tới phía cậu ba cười to một tiếng, liền đánh ngã tất cả mười mấy người kia xuống đất. Mọi người cũng không thấy rõ, tôi trốn ở dưới đất hồ Tống, ôi đếm kỹ một chút, vừa rồi ít nhất có 200 người bị cậu ba đánh ngã ném xuống hồ, tôi còn vụng trộm cởi quần một người trong đó. Ha ha ha, khó trách vừa mới nhìn thấy có người trần truồng chạy. Trải qua một hồi đại chiến thanh tẩy trang viên Tống gia, bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt, đông đảo bảo vệ chẳng những không có lo lắng, giờ phút này càng thêm sức mạnh như thành đồng, quét dọn chiến trường. 3 ngày này anh có thể ở bên ngoài, chuẩn bị cho trận chiến 3 ngày sau đó. Trong biệt thự nhỏ, Sở Trần nắm tay Tống Nhan, bạch ngọc không xương, làm rung động lòng người. Tống Nhan hiểu được, ôm lấy Sở Trần. Cô tuy rằng không biết các môn các phái vì sao lại ép Sở Trần giao ra cái gọi là thiên cơ huyền trận, nhưng cũng hiểu được tình huống trước mắt Sở Trần. Dược Cốc ra tay trợ giúp Sở Trần hôm nay đã gặp phải trọng thương, Sở Trần bị vây trong tình huống một người một thân một mình. Xin lỗi, em không thể giúp anh. Tống Nhan nằm trong ngực Sở Trần, anh nhất định phải bình an trở về. Sở Trần nắm hai vai Tống Nhan, em có thể giúp anh có nhiều chỗ, đừng quên, em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa. Hơn nữa, anh nói cho em biết một bí mật, Sở Trần ghé tai nói một câu. Thân thể Tống Nhan khẽ run lên,
vành tai đều đỏ ngầu, nằm trong lòng Sở Trần. Là thật, anh không lừa em. Sở Trần nghiêm túc mở miệng, anh nói cho Tống Nhan biết, mỗi một lần cùng Tống Nhan cùng đi Vu Sơn, thực lực của anh đều tăng lên trình độ nhất định. Đối với Sở Trần mà nói, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Anh đương nhiên lo lắng Tống Nhan cho rằng anh đang đùa giỡn, vội vàng thần sắc nghiêm túc mở miệng. Em biết, Tống Nhan sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng trả lời. Em biết, Sở Trần ngẩn ra, ánh mắt Tống Nhan nhìn xung quanh phòng, cuối cùng đi tới bên cạnh một cái sofa nặng, hai tay nắm lấy sofa, đột nhiên phát lực. Sở Trần trợn mắt há hốc mồm, Tống Nhan lại có thể hai tay nắm lấy sofa. Khi nào sức mạnh của cô trở nên mạnh như vậy? Tống Nhan buông sofa xuống, sắc mặt hồng nhuận, em cũng là mấy ngày nay, chậm rãi phát hiện, khí lực của mình đang mạnh lên, hơn nữa, mỗi một lần, đều là ở, sau khi gì kia. Cái nào, anh, biết rõ còn hoi, có phải vậy không, sau một trận mây mưa, Sở Trần nhắm mắt cảm thụ trạng thái thân thể, quả nhiên, nội lực lại rõ ràng tiến bộ không ít. Anh cảm giác thế nào? Tống Nhan thấp giọng hỏi, Sở Trần ôm lấy thân thể mềm mại, thốt ra thoải mái. Tống Nhan như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Sở Trần, khẽ nhấp một tiếng, em không phải hỏi cái này. Quả thật lại tăng thêm một chút. Sở Trần cảm thán, lập tức cũng hỏi Tống Nhan. Tống Nhan suy nghĩ một chút, em cảm giác trong cơ thể có một luồng khí kỳ lạ đang bơi đi. Em nói xem, Sở Trần lập tức nói. Tống Nhan nói vị trí vận chuyển luồng không khí trong cơ thể mình với Sở Trần. Sở Trần có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Một lúc lâu sau, đồng tử Sở Trần bỗng nhiên ngưng động lại. Công pháp thần bí, Liễu tỷ tỷ cho anh môn công pháp dưỡng sinh thần bí, trong đó tựa hồ liền liên quan đến hướng đi của luồng khí hít thở. Chẳng lẽ là, Sở Trần mở to hai mắt, Liễu tỷ tỷ ngay từ đầu cho anh, là một môn, song tu công pháp. Trong đầu Sở Trần xẹt qua từng chi tiết về môn công pháp thần bí này. Ban đầu cảm giác khó hiểu, nhưng nếu môn công pháp này là hai người cùng nhau tu luyện, Sở Trần bắt đầu một lần nữa hóa giải khúc mắc môn công pháp này. Một lát sau, Sở Trần nghiêm túc nhìn Tống Nhan, bà xã, em có muốn trở thành một võ giả hay không? Em muốn, Tống Nhan không chút do dự gật đầu, nhất là loại tình huống hôm nay, cô chỉ có thể ở một bên đứng, nhìn nhiều người vây công Sở Trần như vậy. Tống Nhan cũng hy vọng mình có thể giúp được Sở Trần. Anh truyền thụ cho em một môn nội công tâm pháp, từ giờ trở đi, em phải nhớ kỹ từng chữ anh nói cùng với, mỗi động tác. Lúc bắt đầu thực hành, Tống Nhan mới hiểu được, động tác trong miệng Sở Trần là có nghĩa gì. Vẻ mặt ngượng ngùng, các loại động tác khó có thể mở miệng, khiến khuôn mặt Tống Nhan vẫn duy trì ửng hồng. Toàn bộ quá trình song tu, lấy Sở Trần làm chủ đạo, Tống Nhan bị động nghênh hợp. Trong phòng, Sở Trần cùng Tống Nhan đều đang nghiêm túc tu luyện. Sau khi phát hiện môn công pháp thần bí kia đúng là song tu công pháp, Sở Trần có loại cảm giác hiểu ra, dưới tình huống tận lực dùng công pháp đến dẫn dắt, thực lực tăng trưởng nhanh hơn. Đây quả thực là một môn công pháp vô cùng thần kỳ. Sở Trần cảm giác, nó thậm chí vượt qua cửu huyền bí pháp cùng tinh thần thổ nạp thuật, chỉ ở một cấp bậc. Đồng thời, Sở Trần cũng thay đổi chủ ý. Trong 3 ngày tiếp theo, tận khả năng cùng Tống Nhan tu luyện nhiều nhất có thể, lại phối hợp với tinh thần thổ nạp thuật tùy thời tùy chỗ đều vận hành cùng với cửu huyền bí pháp Sở Trần dung nhập vào trong máu, thực lực tiến triển cực nhanh. Màn đêm buông xuống, Sở Trần lần nữa đạn hết lương tuyệt. Sau khi vứt bỏ mũ giáp, Tống Nhan rất nhanh cũng ôm Sở Trần ngủ say. Sau một thời gian ngắn điều tức, Sở Trần đứng dậy, rời khỏi Tống gia. Điểm đến là trang viên Liễu gia. Anh không quên kịp thời tiếp tế cho Liễu Như Nhạn thiên cơ huyền trận. Đó là mấu chốt Liễu Như Nhạn có thể đột phá được khí tức cảnh trước đại chiến thanh phong quan hay không. Vẫn là cùng một vị trí, Sở Trần trèo tường đi vào. Liễu Thiên Thiên vừa lúc đẩy cửa sổ ra, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tập đề hôm nay. Đang chuẩn bị vươn vai. Một đạo thân ảnh ở trước mắt bay qua, trực tiếp đi tới cửa phòng cô. Cửa phòng gõ nhẹ 3 cái. Liễu Như Nhạn mở cửa, người tới rồi. Nắm chặt thời gian, lên giường nói. Sở Trần đi vào, cửa phòng lại đóng lại. Trang viên ban đêm, trở lại yên tĩnh. Liễu Thiên Thiên ngây ra như phỗng. Sở Trần, như một con khỉ gấp như vậy sao? Nhưng máu chốt chính là, cô còn, Liễu Thiên Thiên ngồi xuống. Cố nén kích động lặng lẽ đi nghe lén một chút. Một tiếng sau, cửa phòng một lần nữa đẩy ra, Sở Trần đi ra ngoài. Nhanh như vậy, Liễu Thiên Thiên so sánh thời gian lần trước Sở Trần đi vào sau khi rời đi, nhìn bóng lưng Sở Trần trực tiếp trèo tường rời đi, cho đến khi biến mất không thấy. Hắn chạy tới trễ như vậy,
trèo tường tiến vào phòng cô, chỉ vì phi. Cha Nam, Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng. Liễu Thiên Thiên nhìn cửa phòng cô, không khỏi lẩm bẩm, Sở Trần chẳng lẽ dùng tình hoa độc với cô. Ngoại trừ nguyên nhân này, Liễu Thiên Thiên thật sự nghĩ không ra, vì sao cô chưa bao giờ để đàn ông tiếp cận bên cạnh lại cho phép Sở Trần đối xử với cô như vậy. Cô thật ngốc, Liễu Thiên Thiên khẽ thở dài một tiếng, con người nhìn về phía tường vây, chợt hừ một tiếng, hắn hiện tại trong mắt cũng chỉ có cô, sớm muộn gì cũng có một ngày, mình phải vì cô báo thù, để cho Sở Trần cũng nếm thử mùi vị tình hoa độc. Sở Trần cũng không biết tiểu độc nữ lại một lần nữa có chủ ý sử dụng tình hoa độc đối với anh, sau khi rời khỏi trang viên Liễu gia, Sở Trần tiến tới không ngừng, đi tới quán nhỏ Tinh La. Trận chiến sắp tới, ngoại trừ nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, bùa cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng của Sở Trần. Anh muốn bắt được khoảng trống cùng Tống Nhan song tu, tạo ra một ít bùa. Hóa ra, đó gọi là đạo môn nhiếp sinh công. Sở Trần một bên chế tác bùa, nghĩ đến thời điểm vừa mới ở trước mặt Liễu Như Nhạn nhắc tới môn công pháp này, Liễu Như Nhạn làm bộ dạng chấn định. Nguyên văn lời Liễu Như Nhạn, môn công pháp kia. À, cái kia gọi là đạo môn nhiếp sinh công, cụ thể có tác dụng gì ta cũng không biết, ta cảm thấy có chút nhìn không thấu, liền dùng làm giả tinh thần thổ nạp thuật đưa cho ngươi. Liễu tỷ tỷ thật xinh đẹp, Sở Trần mỉm cười, sau khi biết được tên công pháp, anh không hỏi thêm, cũng không thể cùng Liễu tỷ tỷ nghiên cứu, Sở Trần rất thức thời ngậm miệng không đề cập tới. Thiên thành dưới màn đêm, ánh đèn dần dần tắt, nhưng đối với một số người mà nói, tối nay nhất định là đêm không ngủ. Ban ngày đánh một trận, các môn các phái, bị đánh thảm, khiến cho cả giới võ giả sóng to gió lớn. Long Hổ Song Hiệp phái bắt đầu cùng với Đạt Ma Sơn Không Hạc Đại Sư thành công trở thành người có ảnh hưởng to lớn. Người có ảnh hưởng to lớn bị Sở Trần dẫm thảm bại dưới chân. Sở Trần dẫm lên vai người có ảnh hưởng lớn, một trận chiến lay động toàn bộ giới võ giả. Ngắn ngủi mấy ngày, ai dám tưởng tượng, thực lực của thiếu chủ Cửu Huyền kia lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Ta nghĩ rằng tất cả mọi người hiểu rằng lợi ích của siêu phẩm động tiên vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho Sở Trần độc hưởng thiên cơ huyền trận. Ba ngày sau, trên Thanh Phong Quan, thiên hạ cùng hưởng thiên cơ huyền trận. Phòng khách sạn yên tĩnh, đèn không bật, đám người phái thiên cơ này, tâm tình cả ngày cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Cái này, vốn nên thuộc về phái thiên cơ chúng ta. Huyền Minh trưởng lão đau đớn vô cùng, nhưng hiện tại, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể công khai với bên ngoài, hy vọng đến lúc đó, phái thiên cơ cũng có thể đạt được cách bố trí thiên cơ huyền trận. Tất cả những điều này, đều chỉ trách Sở Trần. Triệu Trụ nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói, chúng ta hiện tại đã không có thực lực đối phó Sở Trần, nhưng mà, chỉ bằng tất cả những gì Sở Trần làm hôm nay, phái bắt đầu cùng Đạt Ma Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đáng tiếc, nghe nói Cửu Huyền môn đoạn thời gian gần đây ở trạng thái đóng cửa, bất luận tin tức gì bên ngoài cũng không cách nào truyền về Cửu Huyền môn, nếu không, chúng ta còn có thể nhìn thấy Cửu Huyền môn thuận tiện bị tiêu diệt. Huyền Minh trưởng lão cảm giác được than thở. Tôi nghe nói hôm nay có võ giả leo lên Thanh Phong Quan, muốn tìm được vị trí tốt, vây xem trận chiến này. Có đệ tử phái thiên cơ ánh mắt nhìn về phía Triệu Trụ, trưởng môn, chúng ta có phải hay không, đương nhiên, chúng ta phải chứng kiến thời khắc lịch sử này. Triệu Trụ khuôn mặt mỉm cười, tối nay mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên Thanh Phong Quan, đồ vật vốn thuộc về phái thiên cơ chúng ta không có cách nào đoạt lại, liền để cho người khác giúp chúng ta đoạt lại. Triệu Trụ vừa nói như vậy, đệ tử phái thiên cơ còn lại nhất thời cảm giác tâm tình có âm u chuyển sang nắng. Không sai, trận chiến lớn như vậy trong giới võ giả hiện giờ, là do phái thiên cơ bọn họ chủ đạo đi ra. Những người này, đều vì phái thiên cơ của bọn họ đoạt lại đồ vật thuộc về mình. Mà bọn họ chỉ cần ở một bên quan sát, ngồi hưởng thụ thành tựu. Ở một góc độ khác, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Một khách sạn khác, cổ tay Cao Trấn Long bị bẻ gãy đã nối xong, thương thế trên người đã rõ ràng, Đặng Kiệt Hổ cũng không khá hơn, lúc này ngồi với vẻ mặt âm trầm, nhất là Đặng Kiệt Hổ, hắn nghĩ đến chuyện cuối cùng gặp phải, liền hận không thể tìm một khe hở chui vào. Thật đáng xấu hổ, đường đường là Long Hổ Song Hiệp của phái Bắc Đẩu, không chỉ thua một hậu bối kỳ môn trong giới võ giả, mà còn bị nhục nhã. Trong lúc hỗn chiến, Đặng Kiệt Hổ bị Sở Trần đánh xuống hồ nước, trong nháy mắt đó Đặng Kiệt Hổ mất đi năng lực hành động, Đặng Kiệt Hổ còn chưa kịp được cứu lên bờ, đã bị một bàn tay thần bí lột quần áo của hắn, lúc ấy không kịp tìm về, chỉ có thể trần truồng chạy ra ngoài.
may mắn là tình huống lúc đó khẩn cấp, không mấy người chú ý tới. Đây là điểm duy nhất Đặng Kiệt Hổ cảm thấy may mắn. Thực lực của Sở Trần, lại trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đạt tới tình trạng này, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu để mặc cho hắn trưởng thành như vậy, đợi một thời gian, nhất định có thể bước vào khí thức cảnh, đối với chúng ta đang thống nhất đại phái mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Cao Trấn Long nghiến răng nghiến lợi, nhất là, chúng ta đều đã không liên lạc được với cường giả tông môn khí thức cảnh, môn phái nào dẫn đầu xuất hiện khí thức cảnh, có thể chiếm cứ địa vị chủ đạo trong giới võ giả. Có tin tức truyền trở lại, Cửu Huyền Môn vẫn như cũ còn ở trạng thái đóng cửa, cho nên, 3 ngày sau ở Thanh Phong Quan, Sở Trần không có trợ thủ, đây chẳng qua là kế sách hoãn binh của hắn. 3 ngày kế tiếp này, chúng ta cần làm, vẫn là theo dõi Sở Trần, tuyệt đối không thể để cho Sở Trần chạy trốn. Lúc này, người đàn ông trung niên vẫn không mở miệng nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, mọi người xác định, Sở Trần thật sự tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật. Thừa Phong sư huynh, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Đặng Kiệt Hổ trầm giọng mở miệng, hừ lạnh nói, nhưng hắn chết cũng không thừa nhận. Người đàn ông Mộ Dung Thừa Phong, đại hộ pháp phái Bắc Đẩu, võ đạo tông sư đỉnh phong, phái Bắc Đẩu hiện giờ ở trong đội ngũ Thiền Thành, chính là do Mộ Dung Thừa Phong dẫn đội. Mộ Dung Thừa Phong là một trong số rất ít cường giả của phái Bắc Đẩu tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật. Khi nghe thấy Sở Trần tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật, Mộ Dung Thừa Phong là người đầu tiên không tin, ở phái Bắc Đẩu, thiên tài nhanh nhất tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật cũng phải mất 15 năm mới thành công cảm nhận được các vì sao. Bước vào cánh cửa tinh thần thổ nạp thuật, mà bản thân Mộ Dung Thừa Phong, ước chừng 20 năm. Mới dưới cơ duyên xảo hợp, thành công tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật, sau đó thực lực tăng vọt, hiện giờ mới vừa qua 50, liền vững vàng ngồi ở vị trí đại hộ pháp của phái Bắc Đẩu. Mộ Dung Thừa Phong cau mày, có lẽ, đây thật sự chỉ là nội công tâm pháp tương tự như tinh thần thổ nạp thuật. Trong tiềm thức của hắn, không có cách nào tiếp nhận sự thật Sở Trần hiểu thấu tinh thần thổ nạp thuật. Hắn cũng không có quá mức rối rắm chuyện này, dù sao, đến tột cùng có phải tinh thần thổ nạp thuật hay không, 3 ngày sau ở Thanh Phong Quan, hắn vừa nhìn liền biết. Đạt Ma Sơn có hành động gì không? Mộ Dung Thừa Phong hỏi, tầm mắt lạnh lùng híp lại, đám võ tăng này thoạt nhìn bộ dạng không tranh giành với thế gian, nhưng một khi để cho bọn họ có cơ hội một mình đối phó Sở Trần, bọn họ nhất định sẽ quyết đoán ra tay, muốn độc bá thiên cơ huyền trận. Ai cũng muốn đánh chủ ý này, thế nhưng, các môn các phái đều đang nhìn chằm chằm, Đạt Ma Sơn muốn độc chiếm, cơ hồ không có khả năng, chúng ta ngược lại càng phải chú ý, là một tông môn khác. Cao Trấn Long cau mày, Đặng Kiệt Hổ hiểu rõ suy nghĩ của hắn nhất, thốt ra Chiến Long Đảo. 3 đại phái chúng ta và cường giả khí tức cảnh Cửu Huyền Môn đều thông qua Chiến Long Đảo ra biển. Hiện tại tất cả mọi người đều không liên lạc được, người duy nhất có thể mang đến cho chúng ta manh mối chính là Chiến Long Đảo, nhưng cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ tin tức nào về võ giả Chiến Long Đảo xuất hiện, ta không tin, Chiến Long Đảo sẽ không có hứng thú với thiên cơ huyền trận. Cao Trấn Long trầm giọng nói, ta hoài nghi bọn họ muốn ngồi ngư ông thu lợi, hoặc là, ở chỗ tối đối phó Sở Trần. Phái tất cả lực lượng của phái chúng ta ra, cần phải tra ra hành tung của võ giả Chiến Long Đảo. Còn có, phóng thích tin tức Chiến Long Đảo đến Thiền Thành, hơn nữa có thể muốn độc chiếm thiên cơ huyền trận ra ngoài, làm cho Chiến Long Đảo trở thành mục tiêu của mọi người, bọn họ đương nhiên cũng không tiện xuống tay với Sở Trần. Dưới thế cục hiện giờ, bất luận kẻ nào, bất luận thế lực nào, đều đừng hòng độc chiếm thiên cơ huyền trận. Các cuộc đối thoại tương tự diễn ra giữa các môn phái, bao gồm cả Đạt Mị Ảnh Sơn. Trong một đêm, các loại tin tức truyền điên cuồng, Thiền Thành trở thành trung tâm phong bạo của giới võ giả. Phía đông Thiền Thành, mấy trăm dặm, núi non trùng điệp, cây lớn rậm rạp che khuất khuôn mặt thật của vùng núi sâu này, tiếng côn trùng hót chim hót đêm khuya hơi trong trẻo lạnh lùng. Đây là một dãy núi vô danh, trải dài hơn 10 dặm, từ bề ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng thôn trang gần núi có truyền thuyết lưu truyền, trên núi có ác ma, chú ý cẩn thận khi đi vào. Hơn nữa dãy núi bình thường không có gì lạ, rất ít người sẽ đi tới dãy núi này. Một đạo bóng đen từ trên cây lớn chọc trời xẹt qua. Liên tục tu hành trong động tiên, làm thực lực của Trương Vận Quốc cũng tăng lên rất nhiều, tiến tới không ngừng đi tới nơi này, Trương Vận Quốc vào núi trước. Hắn từng tham gia nhập môn khảo hạch của Cửu Huyền Môn, biết dãy núi này trong sâu, chính là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, vị trí tông môn của Cửu Huyền Môn. Hy vọng vẫn còn kịp, nhanh như chớp, Trương Vận Quốc dùng hết toàn lực, tốc độ nhanh nhất vọt về phía sâu trong dãy núi. Lướt qua mấy ngọn núi, Trương Vận Quốc dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
nơi này là nơi hắn tiếp nhận khảo hạch nhập môn của Cửu Huyền môn, chẳng qua, lúc ấy rõ ràng là tạm thời dựng lên một địa điểm, hiện tại đã không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì, nhưng, Trương Vận Quốc tin, nếu Cửu Huyền môn đã lựa chọn ở chỗ này khảo hạch, như vậy vị trí này, hẳn là cách núi Cửu Huyền môn rất gần. Trương Vận Quốc hít sâu một hơi, tay cầm bùa. Vào giờ khắc này, Trương Vận Quốc có loại kiêu ngạo như mũi tên xuyên mây, thiên quân vạn mã tới hào hùng gặp nhau. Phụng mệnh thiếu chủ Cửu Huyền, triệu hoán Cửu Huyền môn. Trương Vận Quốc hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức, bùa trực tiếp bị bóp nát. Đến rồi, đến rồi. Trương Vận Quốc nín thở, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trước, hắn phảng phất đã có thể đoán trước được, hình ảnh còm giả Cửu Huyền đi ra, tuy nhiên, một phút trôi qua, không có động tĩnh. Hai phút, ba phút, thần sắc Trương Vận Quốc toát ra mê mang. Tại sao không có động tĩnh? Cửa núi Cửu Huyền môn vẫn còn đang đóng chặt. Thế nhưng, thiếu chủ nói, chỉ cần ở ngoài cửa núi bóp nát bùa, người bên trong nhất định có thể cảm ứng được. Rốt cuộc giai đoạn nào xuất hiện vấn đề? Trương Vận Quốc nghiêm túc suy tư, một lát sau, ánh mắt Trương Vận Quốc lơ đãng nhìn thoáng qua bàn tay mình, ngây dại. Cửa núi Cửu Huyền môn là một tòa đại trận, đồng dạng, thiếu chủ giao bùa cho hắn, bên trong cũng dường như ẩn chứa trận pháp. Căn bản không thể tùy tùy tiện tiện liền bóp nát, cũng giống như xông vào trong trận pháp, muốn ở dưới tình huống không phá hư trận pháp đi ra, vậy nhất định phải có khẩu quyết xuất trận. Thiếu chủ vì sao không nói cho mình biết? Khóe miệng Trương Vận Quốc bỗng nhiên giật giật, hắn nghĩ đến, lúc mình tiêu sái xoay người rời đi, thiếu chủ tựa hồ ở phía sau gọi hắn, còn đặc biệt lớn tiếng, nhưng lúc ấy mình hào hùng vạn trượng, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Trương Vận Quốc ngã ngồi trên mặt đất, xong rồi, Trương Vận Quốc ảo não vô cùng, theo bản năng hung hăng tát mình một cái. Ba, một cái tát lớn, nhưng Trương Vận Quốc thấy, chuyện này căn bản không có cách nào bù đắp sai lầm của mình. Không được, đến đều đến rồi, nhất định phải nghĩ cách thông báo cho Cửu Huyền môn. Trương Vận Quốc cắn răng đứng lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, một mảnh đen kịt. Cao nhân Cửu Huyền, Trương Vận Quốc phụng mệnh thiếu chủ Cửu Huyền đến cầu kiến. Trương Vận Quốc đột nhiên vận đủ công lực, liên tục hô to. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ không dừng lại. Cuối cùng, cổ họng Trương Vận Quốc đều có chút khàn khàn, bất đắc dĩ dựa vào dưới gốc cây. Cửu Huyền môn bị vây trong trạng thái đóng cửa, dưới trận pháp ngăn cách, thanh âm bên ngoài căn bản không cách nào truyền vào trong Cửu Huyền môn. Trương Vận Quốc trong lòng cũng rõ, muốn tiếp xúc với Cửu Huyền môn, cách chỉ có một. Chính là tìm được phong sơn đại trận Cửu Huyền môn, không nhất định là phải phá hư, chỉ cần tìm được, đụng phải trận pháp, người bên trong có thể cảm ứng được dị thường bên ngoài. Nhưng mà, cả giới võ giả, lại có mấy người có thể cảm giác được vị trí phong sơn đại trận của Cửu Huyền môn. Trương Vận Quốc càng không có khả năng làm được, đều tại ta, một tiếng rầm rầm vang lên. Trương Vận Quốc một quyền hung hăng đánh vào thân cây, những chiếc lá rơi xuống. Trương Vận Quốc đi ra ngoài. Trở về tìm thiếu chủ, lại lấy một tấm bùa. Nhưng mà, vừa mới đi được vài bước, thân ảnh Trương Vận Quốc bỗng nhiên dừng lại. Loại bùa triệu hoán này căn bản không phải tùy tiện liền có thể tạo ra, có lẽ trong tay thiếu chủ chỉ có một cái như vậy, nếu như thật sự còn có dự phòng mà nói, anh đã sớm cho người đưa tới. Huống hồ, lần này đi một lần, lại phải chậm trễ bao nhiêu thời gian? Các đại môn phái, sẽ cho thiếu chủ nhiều thời gian như vậy sao? Trương Vận Quốc dừng bước. Quay đầu lại, nhìn cây lớn vừa rồi bị hắn đánh trúng, có lá cây xào xạc. Trương Vận Quốc hít sâu một hơi, đi tới trước gốc cây này, bỗng nhiên phát lực, trong lúc ầm ầm, cây lớn này bị bẻ gãy. Ta không có cách nào tìm được phong sơn đại trận Cửu Huyền môn, thế nhưng có thể thử vận khí một chút. Trương Vận Quốc đi về phía một cái cây khác bên cạnh. Cách hắn dùng là cách ngu ngốc, cây lớn khắp núi rừng này, luôn có một gốc cây, sẽ có liên quan với phong sơn đại trận của Cửu Huyền môn. Chỉ cần hắn phá đứt cây đủ nhiều, liền có thể đụng phải căn cơ của phong sơn đại trận Cửu Huyền môn. Nhưng mà, núi non trùng đẹp này, cây lớn ngất trời thật sự quá nhiều, rất nhiều thân cây thậm chí một người ôm không lại, mặc dù Trương Vận Quốc là võ giả tiên thiên đỉnh phong, muốn liên tục phá hủy những cây lớn chọc trời này, cũng không dễ dàng. Oanh, 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 sâu trong dãy núi đêm khuya, từng gốc cây cao chót vót bị phá hủy, ầm ầm ngã xuống, kinh hãi một mảng lớn chim đang ngủ. Dương cánh thét chói tai, bay về phía xa xa. Trương Vận Quốc cảm giác eo bàn tay hai tay của mình đều tê dại, toàn lực ứng phó, nội lực tiêu hao quá nhanh, cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ kiệt lực. Nhưng lúc này, Trương Vận Quốc đã không quan tâm nhiều như vậy.
Theo hắn thấy, mình là một tội nhân. Hắn đã thất bại trong sự mong đợi của thiếu chủ. Nếu như không có cách nào thành công tìm được cường giả cửu huyền môn, dẫn đến thiếu chủ lâm vào tình cảnh một thân một mình, Trương Vận Quốc không tha thứ được chính hắn. 2 giờ trôi qua, hai bàn tay của Trương Vận Quốc đã là máu thịt be bét, phóng mắt đi qua, không ít cây lớn che trời ngã xuống, gió đêm tiêu sái. Nhưng mà, cửu huyền môn vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Bịch, nội lực Trương Vận Quốc cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, một chưởng đánh xuống, không có cách nào đánh gãy cây lớn chọc trời trước mắt. Ngã xuống cho ta, Trương Vận Quốc nổi giận gầm lên, thế nhưng trực tiếp dùng bả vai của mình, đụng vào gốc cây lớn cao chót vót này. Cây lớn cao chót vót theo tiếng ngã xuống, Trương Vận Quốc tựa hồ lập tức tìm được cách mới, hết lần này đến lần khác dùng sức lực bả vai của mình đánh vào cây lớn cao ngất trời. Không biết, khóe miệng tràn ra máu tươi, lực phản chấn không biết mệt mỏi va chạm như vậy, khiến thân thể Trương Vận Quốc bị thương. Trương Vận Quốc nằm trên một tảng đá lớn thở hổn hển. Trong đầu hắn nghĩ đến một nhân vật, Cộng Công, cổ hữu Cộng Công giận dữ đụng núi Bất Chu, dẫn đến lũ lụt ngập trời. Nay có Trương Công giận dữ đụng vào cây cao ngất, lại không có cách nào kích động cửu huyền môn. Trương Vận Quốc nằm trên tảng đá lớn thở dài, đột nhiên ngồi dậy, chẳng lẽ tư thế của mình không đúng? Không, là vật thể va chạm không đúng. Đại trận hộ sơn của cửu huyền môn chưa chắc có liên quan đến cây cối nơi này. Trương Vận Quốc cúi đầu, nhìn tảng đá mình làm, một lúc lâu sau, đột nhiên cắn răng, đầu Trương Vận Quốc hung hăng đập xuống tảng đá Trương đạo trưởng. Một đạo thanh âm thanh thúy không linh giống như chim dạ oanh vang lên. Hộp sọ của Trương Vận Quốc chỉ cách nham thạch 1 cm. Thân thể đột nhiên dừng lại. Trương Vận Quốc chậm rãi ngẩng đầu lên, ba người xuất hiện trước mắt hắn, trong đó có một thiếu nữ 16-17 tuổi, hai tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt rất xinh đẹp, giờ phút này đang tò mò nhìn hắn. Thiếu nữ Mạc Vô Ưu, bên cạnh cô bé còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, khí độ bất phàm. Tối nay, hộ sơn đại trận bị kích động, sư huynh sư tỷ phụ trách tuần núi rất nhanh liền chú ý tới, sau đó nhìn một người ở dưới bóng đêm, không ngừng đụng vào cây. Mạc Vô Ưu đêm nay có loại cảm giác tâm tình không yên, dứt khoát đi ra tìm sư tỷ tuần núi, muốn cùng nhau tuần núi, giải sầu, vừa lúc nhìn thấy Trương đạo trưởng nằm trên tảng đá. Ta cùng Yến sư tỷ nhìn hắn một giờ, không biết vì sao hắn nghĩ như vậy, một mực đụng cây, tựa hồ đang tức giận cái gì. Thanh niên sư huynh cảm thán một tiếng, nếu không phải Vô Ưu sư muội gọi hắn một tiếng, hắn đều phải dùng đầu đụng đá, đây rõ ràng là muốn tự sát trước cửa núi cửu huyền môn chúng ta. Vô Ưu sư muội, muội biết người này? Yến sư tỷ hỏi. Mạc Vô Ưu gật gật đầu, đi về phía Trương Vận Quốc, Trương đạo trưởng, ngài sao lại ở đây? Mạc Vô Ưu, Trương Vận Quốc rốt cục nhận ra, kích động vô cùng, tốt quá rồi. Tôi tìm không thấy hộ sơn đại trận cửu huyền môn, chỉ có thể dùng cách như vậy, Trương Vận Quốc bất chấp thương thế của mình, từ trên tảng đá nhảy xuống. Thanh niên sư huynh nhìn thoáng qua Trương Vận Quốc đã đầy vết thương, lại so sánh tảng đá phía sau hắn một chút. Nghĩ đến hình ảnh mình nhìn thấy, cảm thán ta vốn tưởng rằng Lữ Sư Thúc đã thiên hạ vô địch, không nghĩ tới còn có người so với hắn càng thêm dũng mãnh. Trương đạo trưởng, Lữ Sư Thúc là ai? Trương Vận Quốc không suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, tôi là phụng mệnh thiếu chủ cửu huyền đến đây, hy vọng cường giả cửu huyền môn mau chóng xuất phát, trợ giúp thiếu chủ. Sở Trần ca ca làm sao vậy? Mạc Vô Ưu kinh hô ra tiếng. Trương Vận Quốc hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, lần này cơ hồ cả giới võ giả liên hợp, vây công thiếu chủ. Lời nói của Trương Vận Quốc vừa dứt, thần sắc mấy người Mạc Vô Ưu đồng thời kinh hãi, vội vàng truy hỏi tình hình, Trương Vận Quốc nhanh chóng nói ra đại khái sự tình. Quá đáng, Mạc Vô Ưu tức giận, Sở Trần ca ca tự mình hiểu thấu thiên cơ huyền trận, dựa vào cái gì phải chia sẻ với bọn họ. Bọn họ quả là cường đạo, Yến sư tỷ thần sắc lạnh nhạt, lướt qua một đạo lãnh quang, cửu huyền môn khiêm tốn nhiều năm như vậy. Hiện tại các đại môn phái ngay cả cũng dám công khai khi dễ thiếu chủ của chúng ta như vậy. Đi, trở về bẩm báo các sư thúc, chúng ta lập tức trợ giúp thiếu chủ. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt liền lướt đi xa, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Đợi, lời nói của Trương Vận Quốc còn chưa dứt, đã không nhìn thấy ba người Mạc Vô Ưu, đợi, cô đơn đến tận đêm khuya, đêm đã dần u tối, Trương đạo trưởng hát nhẹ, che giấu sự xấu hổ và cô đơn trong lòng. Một đạo thân ảnh quay lại. Trương đạo trưởng, ngài không theo kịp. Trương Vận Quốc giật mình một cái, vội vàng gật đầu, đến đây, đến đây. Trương Vận Quốc kích động, không thể tưởng được lần đầu tiên trong đời mình tiến vào thánh địa khao khát hơn nửa đời người,
lại có thể ở dưới tình huống như vậy. Trương đạo trưởng, chậm một chút, Trương đạo trưởng, sư huynh sư tỷ nói bọn họ nhìn ngài đụng cây hơn một tiếng đồng hồ, ngài thật dũng mãnh. Trương đạo trưởng, ngài đang luyện công sao? Tôi nghe nói trong môn có một vị lữ sư thúc, chính là tu luyện loại công phu gần như tự hại mình này. Trương đạo trưởng, một đêm trôi qua, quán nhỏ Tinh La, Sở Trần duỗi thắt lưng, thần sắc toát ra nụ cười hài lòng, đêm nay thu hoạch không ít. Tinh thần thổ nạp thuật làm anh thời thời khắc khắc ở trong trạng thái tu luyện, đạo môn nhiếp sinh công thần bí làm nội lực của anh tiến triển cực nhanh, mà cửu huyền bí thuật tự thân tìm hiểu hơn 10 năm, lại có quan hệ trực tiếp với thủ đoạn kỳ môn chế tác bùa. Mấy ngày nay, theo thực lực nhảy vọt, cửu huyền bí thuật tìm hiểu cũng tăng lên không ít, tiến tới đạt được chỗ tốt chính là, bùa một đêm này chế tạo ra, so với bùa Sở Trần chế tạo trước đó chất lượng càng tốt hơn. Ba môn nội công tâm pháp, chẳng những không có xung đột, ngược lại còn có tác dụng bổ sung cho nhau. Sở Trần thậm chí cảm giác, chính mình bước vào khí tức cảnh, cũng chỉ trong ngày một ngày hai. Khóa cửa quán nhỏ Tinh La, Sở Trần đi ra khỏi con phố cổ này, ở ngã tư chặn một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Sở Trần nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau, Sở Trần cảm giác có chút không thích hợp, chậm rãi mở mắt, đây không phải là đường anh trở về. Anh bạn, con đường phía trước hẹp. Sở Trần nhàn nhạt mở miệng, tài xế lái xe bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, đồng thời đáp lại Sở Trần, đừng nóng vội, chính là, núi sông đầy dãy nghi vấn không lối thoát, hy vọng lại có một thôn, trời không tuyệt đường người. Sở Trần bóp cổ tài xế, ý tôi là, con đường của anh đi hẹp rồi. Khuôn mặt của người lái xe không thay đổi, dưới tốc độ xe nhanh như vậy, tôi nghĩ rằng anh cũng không muốn lấy mạng sống của mình ra làm trò cười. Sở Trần đột nhiên phát lực, phương hướng xe nhanh chóng đột nhiên mất khống chế, suýt nữa lật xe, sắc mặt tài xế rốt cục thay đổi, hai tay nắm chặt vô lãng, đồng thời, đạp mạnh phanh, thân thể trở nên cứng ngắc, khuôn mặt lập tức nghẹn đến đen. Không có bản lĩnh đừng giả vờ trước mặt tôi. Sở Trần buông tay, đồng thời đẩy cửa xuống xe. Tài xế kịch liệt ho khan, quay đầu lại, hét lớn nói, ta là đệ tử Chiến Long Đảo. Dầm một tiếng, cửa xe đóng lại, ba siêu thế lực của phái Bắc Đẩu, núi Đạt Ma, Chiến Long Đảo, đại phái chính thống rốt cục cũng đến đông đủ. Khóe miệng Sở Trần kiều diễm, ánh mắt mang theo chiến ý nồng đậm chờ một chút. Tài xế kia xuống xe, trấn thanh nói, người đi theo ta, Chiến Long Đảo có thể giúp người thoát khỏi tuyệt cảnh. Sở Trần nhìn người này. Lúc ở trên xe, anh liền cảm giác được người này mình cảm giác đặc biệt tốt. Giúp ta thoát khỏi tuyệt cảnh. Sở Trần ha hả nói, các đại môn phái cũng chỉ biết nghĩ đến đối phó ta, đoạt thiên cơ huyền trận của ta, không giống Chiến Long Đảo, chỉ biết đau lòng cho ta. Khuôn mặt tài xế biến ảo một chút, hắn nghe ra lời nói trêu chọc của Sở Trần, thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn là đệ tử Chiến Long Đảo, lại bị Sở Trần không để ý như vậy. Sở Trần vừa mới đi được vài bước. Phía trước lại có người xuất hiện, ngăn trở đường đi của Sở Trần. Sở Trần mỉm cười, Chiến Long Đảo, trong đại phái chính thống, sự tồn tại của Chiến Long Đảo cực kỳ thần bí, bọn họ quanh năm ở sâu trong vùng biển, mang theo hào quang thần bí. Sở Trần cũng từng nghe nói qua, đệ tử Chiến Long Đảo phổ biến tâm cao khí ngạo, thậm chí cảm giác hai đại phái chính thống phái Bắc Đẩu cùng Đạt Ma Sơn cùng bọn họ cùng danh tiếng căn bản không cách nào sóng vai với bọn họ. Sở Trần hôm nay ngược lại lĩnh giáo. Chỉ có điều, anh cũng sẽ không quen với đệ tử Chiến Long Đảo. Thời điểm nên ra tay, vẫn là phải ra tay. Ngươi nên hiểu tình hình hiện tại. Đứng ở trước mặt Sở Trần là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh, trên áo bào màu xanh, thêu một con cá voi, đó là ký hiệu của Chiến Long Đảo, đại diện cho, bọn họ đến từ biển rộng. Niềm tin của Chiến Long Đảo, trong phạm vi khu vực biển, bọn họ có thể cùng rồng chiến. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, sau đó thì sao? Hợp tác với Chiến Long Đảo, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Khuôn mặt người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh tự tin. Chiến Long Đảo hai ngày trước đã đi tới Thiền Thành, chẳng qua, trước tiên che giấu hành tung của bọn họ. Bọn họ ẩn náu trong thành phố với nhiều thân phận khác nhau. Trong số đó có tài xế taxi. Khi nhìn thấy Sở Trần xuất hiện ở ngã tư phố cổ này, đệ tử Chiến Long Đảo có loại cảm giác không thể tin vào mắt mình. Đồng thời nhanh chóng thông báo cho trưởng bối Chiến Long Đảo. Bọn họ đều rất rõ ràng tình cảnh Sở Trần hiện tại gặp phải, trong dự đoán của bọn họ, chỉ cần Chiến Long Đảo đưa ra hợp tác, bất luận đưa ra điều kiện gì, Sở Trần đều sẽ đáp ứng. Anh thậm chí không có chỗ để mặc cả. Nhưng mà, thái độ cường ngạnh của Sở Trần khiến bọn họ trở tay không kịp, nhất là tài xế bị Sở Trần bóp cổ họng kia,
lúc này ánh mắt càng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, hắn nhớ kỹ lời Sở Trần nói với hắn, một ngày nào đó, hắn muốn nói cho Sở Trần biết, đến tột cùng là đường ai hẹp. Sở Trần lắc đầu, không có hứng thú. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh nhướng mày, bên cạnh hắn đã có thêm vài người. Lúc này vị trí của Sở Trần hẻo lánh, buổi sáng trên đường người đi bộ cùng xe cộ cơ hồ đều không thấy. Chúng ta không phải thương lượng với ngươi. Người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh nhàn nhạt nói, mà là chỉ ra cho ngươi một con đường sống. Ta không ngại cho ngươi một con số, hai ngày sau, võ đạo tông sư leo lên Thanh Phong Quan, bất kể chiến long đảo, vượt qua trăm người, trong đó, Mộ Dung Thừa phong phái Bắc Đẩu, Không Động Đại Sư Đạt Ma Sơn, đều là tồn tại võ đạo tông sư đỉnh phong, giới võ giả, chỉ có cường giả khí tức cảnh mới có thể đánh bại bọn họ. Sở Trần liếc về phía người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh, chiến long đảo, có cường giả khí tức cảnh. Ánh mắt Sở Trần đột nhiên sắc nhọn nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh. Võ giả khí tức cảnh giới võ giả đều ra biển, điểm tập hợp chính là chiến long đảo. Hiện giờ võ giả khí tức cảnh hoàn toàn mất đi liên lạc với ngoại giới, nguyên nhân cụ thể, có lẽ chiến long đảo rõ, nếu chiến long đảo lúc này còn có thể phái ra cường giả khí tức cảnh, đó có phải là có nghĩa, mấy cường giả khí tức cảnh đại môn phái khác mất liên lạc, cùng bọn họ có liên quan. Người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh khuôn mặt mỉm cười, người ngoài chiến long đảo muốn đánh bại bọn họ mới cần khí tức cảnh. Giới võ giả ai mà không biết, võ đạo tông sư đứng đầu bảng xếp hạng. Chiến long đảo ta xếp thứ ba, hai vị trí còn lại, chính là Mộ Dung Thừa phong phái Bắc Đẩu cùng với Không Động Đại Sư, Đạt Ma Sơn. Cường giả tông sư đỉnh phong của chiến long đảo ta có thể khắc chế hai người này. Sở Trần trầm ngâm một hồi, các ngươi chứng minh như thế nào? Trạm Hải hộ pháp nói càng đúng, cần gì phải chứng minh với ngươi? Người lái xe cười khẩy, trừ phi các ngươi hiện tại đánh lui phái Bắc Đẩu và núi Đạt Ma, nếu không, không bàn gì nữa. Sở Trần cười tủm tỉm đáp lại, người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh Trạm Hải hộ pháp thần sắc trầm xuống, thái độ này của Sở Trần là bọn họ không thể tưởng tượng được. Một chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, lại có hai người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đẩy cửa xuống xe. Trạm Hải hộ pháp thấy thế, ánh mắt lóe ra hàn mang sắc bén. Vậy thì chúng ta chỉ có thể cho ngươi con đường thứ hai. Ba bộ pháp mặc áo bào xanh vây quanh Sở Trần, có lẽ, ngươi không cần đi lên Thanh Phong Quan. Đi theo chúng ta đi. Vừa dứt lời, ba bộ pháp mặc áo bào xanh liền lao tới, bọn họ rất ăn ý, ngay cả chào hỏi cũng không cần, cơ hồ là cùng một lúc ra tay, hơn nữa ba người công kích vị trí cũng không giống nhau, trong nháy mắt hình thành thế phô thiên cái địa. Chiến Long Đảo cũng không có xem thường Sở Trần, bọn họ cũng nghe nói trận chiến của Sở Trần địch với Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đẩu cùng với Không Hạc Đại Sư Đạt Ma Sơn, giờ phút này lấy Trạm Hải hộ pháp dẫn đầu. Mỗi một thực lực đều là võ đạo tông sư giai đoạn sau, bọn họ cùng Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đẩu giống nhau, giữa ba người ở vùng biển cơ hồ như hình với bóng, giới võ giả có một danh hiệu là Trục Lãng Tam Tiên, bọn họ từng trong một lần luận bàn đấu võ, đánh bại Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đẩu. Đây cũng là nguyên nhân Trục Lãng Tam Tiên dám khiêu chiến Sở Trần. Theo bọn họ thấy, người của phái Bắc Đẩu Long Hổ Song Hiệp không có cách nào đánh bại, đảo Trục Lãng Tam Tiên chiến Long chưa chắc cũng không thắng được. Đây cũng chính là trận chiến mà bọn họ vì chiến long đảo lập uy. Trận chiến này qua đi, giới võ giả đều nên biết, ai mới là đệ nhất tông phái giới võ giả thật sự. Trạm Hải hộ pháp hào hùng vạn trượng. Một đêm trôi qua, quán nhỏ Tinh La, Sở Trần duỗi thắt lưng, thần sắc toát ra nụ cười hài lòng, đêm nay thu hoạch không ít. Tinh thần thổ nạp thuật làm anh thời thời khắc khắc ở trong trạng thái tu luyện, đạo môn nhiếp sinh công thần bí làm nội lực của anh tiến triển cực nhanh. Mà cửu huyền bí thuật tự thân tìm hiểu hơn 10 năm, lại có quan hệ trực tiếp với thủ đoạn kỳ môn chế tác bùa. Mấy ngày nay, theo thực lực nhảy vọt, cửu huyền bí thuật tìm hiểu cũng tăng lên không ít, tiến tới đạt được chỗ tốt chính là, bùa một đêm này chế tạo ra, so với bùa Sở Trần chế tạo trước đó chất lượng càng tốt hơn. Ba môn nội công tâm pháp, chẳng những không có xung đột, ngược lại còn có tác dụng bổ sung cho nhau. Sở Trần thậm chí cảm giác, chính mình bước vào khí tức cảnh. Cũng chỉ trong ngày một ngày hai. Khóa cửa quán nhỏ Tinh La, Sở Trần đi ra khỏi con phố cổ này, ở ngã tư chặn một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Sở Trần nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, Sở Trần cảm giác có chút không thích hợp, chậm rãi mở mắt, đây không phải là đường anh trở về. Anh bạn, con đường phía trước, hẹp. Sở Trần nhàn nhạt mở miệng, tài xế lái xe bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, đồng thời đáp lại Sở Trần, đừng nóng vội, chính là...
núi sông đầy rẫy nghi vấn không lối thoát, hy vọng lại có một thôn, trời không tuyệt đường người. Sở Trần bóp cổ tài xế, ý tôi là, con đường của anh đi hẹp rồi. Khuôn mặt của người lái xe không thay đổi, dưới tốc độ xe nhanh như vậy, tôi nghĩ rằng anh cũng không muốn lấy mạng sống của mình ra làm trò cười. Sở Trần đột nhiên phát lực, phương hướng xe nhanh chóng đột nhiên mất khống chế, suýt nữa lật xe, sắc mặt tài xế rốt cục thay đổi, hai tay nắm chặt vô lăng, đồng thời, đạp mạnh phanh, thân thể trở nên cứng ngắc, khuôn mặt lập tức nghẹn đến đen. Không có bản lĩnh đừng giả vờ trước mặt tôi. Sở Trần buông tay, đồng thời đẩy cửa xuống xe. Tài xế kịch liệt ho khan, quay đầu lại, hét lớn nói, ta là đệ tử Chiến Long Đảo. Dầm một tiếng, cửa xe đóng lại. Ba siêu thế lực của phái Bắc Đẩu, núi Đạt Ma, Chiến Long Đảo, đại phái chính thống rốt cục cũng đến đông đủ. Khóe miệng Sở Trần kiều diễm, ánh mắt mang theo chiến ý nồng đậm chờ một chút. Tài xế kia xuống xe, trấn thanh nói, người đi theo ta, Chiến Long Đảo có thể giúp người thoát khỏi tuyệt cảnh. Sở Trần nhìn người này, lúc ở trên xe, anh liền cảm giác được người này mình cảm giác đặc biệt tốt. Giúp ta thoát khỏi tuyệt cảnh. Sở Trần ha hả nói, các đại môn phái cũng chỉ biết nghĩ đến đối phó ta, đoạt thiên cơ huyền trận của ta, không giống Chiến Long Đảo, chỉ biết đau lòng cho ta. Khuôn mặt tài xế biến ảo một chút, hắn nghe ra lời nói trêu chọc của Sở Trần, thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn là đệ tử Chiến Long Đảo, lại bị Sở Trần không để ý như vậy. Sở Trần vừa mới đi được vài bước, phía trước lại có người xuất hiện, ngăn trở đường đi của Sở Trần. Sở Trần mỉm cười, Chiến Long Đảo. Trong đại phái chính thống, sự tồn tại của Chiến Long Đảo cực kỳ thần bí, bọn họ quanh năm ở sâu trong vùng biển, mang theo hào quang thần bí, Sở Trần cũng từng nghe nói qua, đệ tử Chiến Long Đảo phổ biến tâm cao khí ngạo, thậm chí cảm giác hai đại phái chính thống phái Bắc Đẩu cùng Đạt Ma Sơn cùng bọn họ cùng danh tiếng căn bản không cách nào sóng vai với bọn họ. Sở Trần hôm nay ngược lại lĩnh giáo, chỉ có điều, anh cũng sẽ không quen với đệ tử Chiến Long Đảo. Thời điểm nên ra tay, vẫn là phải ra tay. Ngươi nên hiểu tình hình hiện tại, đứng ở trước mặt Sở Trần là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh, trên áo bào màu xanh, thêu một con cá voi, đó là ký hiệu của Chiến Long Đảo, đại diện cho, bọn họ đến từ biển rộng. Niềm tin của Chiến Long Đảo, trong phạm vi khu vực biển, bọn họ có thể cùng rồng chiến. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, sau đó thì sao? Hợp tác với Chiến Long Đảo, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Khuôn mặt người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh tự tin. Chiến Long Đảo hai ngày trước đã đi tới Thiền Thành, chẳng qua, trước tiên che giấu hành tung của bọn họ. Bọn họ ẩn náu trong thành phố với nhiều thân phận khác nhau. Trong số đó có tài xế taxi. Khi nhìn thấy Sở Trần xuất hiện ở ngã tư phố cổ này, đệ tử Chiến Long Đảo có loại cảm giác không thể tin vào mắt mình, đồng thời nhanh chóng thông báo cho trưởng bối Chiến Long Đảo. Bọn họ đều rất rõ ràng tình cảnh Sở Trần hiện tại gặp phải. Trong dự đoán của bọn họ, chỉ cần Chiến Long Đảo đưa ra hợp tác, bất luận đưa ra điều kiện gì, Sở Trần đều sẽ đáp ứng. Anh thậm chí không có chỗ để mặc cả. Nhưng mà, thái độ cường ngạnh của Sở Trần khiến bọn họ trở tay không kịp, nhất là tài xế bị Sở Trần bóp cổ họng kia, lúc này ánh mắt càng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn nhớ kỹ lời Sở Trần nói với hắn, một ngày nào đó, hắn muốn nói cho Sở Trần biết, đến tột cùng là đường ai hẹp. Sở Trần lắc đầu, không có hứng thú. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh nhướng mày, bên cạnh hắn đã có thêm vài người. Lúc này vị trí của Sở Trần hẻo lánh, buổi sáng trên đường người đi bộ cùng xe cộ cơ hồ đều không thấy. Chúng ta không phải thương lượng với ngươi. Người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh nhàn nhạt nói, mà là chỉ ra cho ngươi một con đường sống. Ta không ngại cho ngươi một con số. Hai ngày sau, võ đạo tông sư leo lên Thanh Phong Quan, bất kể Chiến Long Đảo, vượt qua trăm người, trong đó... Mộ Dung Thừa phong phái Bắc Đẩu, Không Động Đại Sư Đạt Ma Sơn, đều là tồn tại võ đạo tông sư đỉnh phong, giới võ giả, chỉ có cường giả khí tức cảnh mới có thể đánh bại bọn họ. Sở Trần liếc về phía người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh, Chiến Long Đảo, có cường giả khí tức cảnh. Ánh mắt Sở Trần đột nhiên sắc nhọn nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh. Võ giả khí tức cảnh giới võ giả đều ra biển, điểm tập hợp chính là Chiến Long Đảo. Hiện giờ võ giả khí tức cảnh hoàn toàn mất đi liên lạc với ngoại giới, nguyên nhân cụ thể, có lẽ Chiến Long Đảo rõ, nếu Chiến Long Đảo lúc này còn có thể phái ra cường giả khí tức cảnh, đó có phải là có nghĩa, mấy cường giả khí tức cảnh đại môn phái khác mất liên lạc, cùng bọn họ có liên quan.
Người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh khuôn mặt mỉm cười, người ngoài Chiến Long đảo muốn đánh bại bọn họ mới cần khí tức cảnh. Giới võ giả ai mà không biết, võ đạo tông sư đứng đầu bảng xếp hạng, Chiến Long đảo ta xếp thứ ba, hai vị trí còn lại, chính là Mộ Dung Thừa Phong phái Bắc Đầu cùng với Không Động Đại Sư Đạt Ma Sơn. Cường giả tông sư đỉnh phong của Chiến Long đảo ta có thể khắc chế hai người này. Sở Trần trầm ngâm một hồi, các ngươi chứng minh như thế nào? Trạm Hải hộ pháp nói càng đúng, cần gì phải chứng minh với ngươi? Người lái xe cười khẩy, trừ phi các ngươi hiện tại đánh lui phái Bắc Đầu và núi Đạt Ma, nếu không, không bàn gì nữa. Sở Trần cười tủm tỉm đáp lại, người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh Trạm Hải hộ pháp thần sắc trầm xuống, thái độ này của Sở Trần là bọn họ không thể tưởng tượng được. Một chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, lại có hai người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đẩy cửa xuống xe. Trạm Hải hộ pháp thấy thế, ánh mắt lóe ra hàn mang sắc bén. Vậy thì chúng ta chỉ có thể cho ngươi con đường thứ hai. Ba bộ pháp mặc áo bào xanh vây quanh Sở Trần, có lẽ, ngươi không cần đi lên Thanh Phong Quan, đi theo chúng ta đi. Vừa dứt lời, ba bộ pháp mặc áo bào xanh liền lao tới, bọn họ rất ăn ý, ngay cả chào hỏi cũng không cần, cơ hồ là cùng một lúc ra tay. Hơn nữa ba người công kích vị trí cũng không giống nhau, trong nháy mắt hình thành thế phô thiên cái địa. Chiến Long đảo cũng không có xem thường Sở Trần, bọn họ cũng nghe nói trận chiến của Sở Trần địch với Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đầu cùng với Không Hạc Đại Sư Đạt Ma Sơn, giờ phút này lấy Trạm Hải hộ pháp dẫn đầu, mỗi một thực lực đều là võ đạo tông sư giai đoạn sau, bọn họ cùng Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đầu giống nhau, giữa ba người ở vùng biển cơ hồ như hình với bóng, giới võ giả có một danh hiệu là Trục Lãng Tam Tiên. Bọn họ từng trong một lần luận bàn đấu võ, đánh bại Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đầu. Đây cũng là nguyên nhân Trục Lãng Tam Tiên dám khiêu chiến Sở Trần. Theo bọn họ thấy, người của phái Bắc Đầu Long Hổ Song Hiệp không có cách nào đánh bại, đảo Trục Lãng Tam Tiên Chiến Long chưa chắc cũng không thắng được. Đây cũng chính là trận chiến mà bọn họ vì Chiến Long đảo lập uy. Trận chiến này qua đi, giới võ giả đều nên biết, ai mới là đệ nhất tông phái giới võ giả thật sự. Trạm Hải hộ pháp hào hùng vạn trượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.